Hộ hoa cao thủ tại đô thị. Hạ Thiên. Tập 142. Hào ca đầu bên kia rơi vào trầm tư, nửa ngày không đáp ứng. Hào ca, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt đâu. Trần Đông Phong cắn răng, lập tức hứa hẹn, ta cho ngươi 10 triệu phí vất vả, với lại không phải ngươi vẫn luôn thèm thuồng sân golf của em trai ngươi sao, ta có thể bảo ba ta làm cho ngươi một cái rộng gấp đôi. Thành giao. Hào ca đầu bên kia nghe vậy liền sảng khoái đồng ý, ta cho ngươi mượn cao thủ cao cấp của đội săn giết, có điều phải nhớ kỹ, bọn họ chỉ giết người, không thu dọn hậu quả sau đó, đến lúc ấy ngươi đừng để lại nhược điểm gì. Trần Đông Phong thấy Hào ca đáp ứng liền vô cùng vui vẻ, chuyện này ngươi yên tâm, chúng ta đâu phải lần đầu tiên hợp tác, ta biết phải xử lý thế nào. Được, 10 phút nữa sát thủ của đội săn giết sẽ đến làng nghỉ, bọn họ sẽ nghe ngươi chỉ huy. Sau khi Hào ca ở đầu bên kia nói xong lập tức cúp máy. Mẹ đó, nhân cơ hội hút máu ông đây. Trần Đông Phong không khỏi mắng một câu, sau đó cảm thấy có mỗi thế này vẫn chưa hả giận, thế là hắn nói với các tiểu đệ, các ngươi nghĩ được cách gì tốt không? Đông ca, nếu không thế này đi, chúng ta chơi trò bàn xoay với đôi nam nữ kia thế nào? Trói chặt tên đàn ông kia, sau đó nữ nhân kia, một tên tiểu đệ nhuộm tóc vàng đề nghị nói. Trần Đông Phong một phát đạp cho tên đó, hắn mắng mỏ, cút đi cho tao, là mày muốn sướng thì có. Vậy phóng hỏa trực tiếp thiêu chết bọn họ. Mày cũng cút, Trần Đông Phong cau mày lại, cáu bẩn quát mắng, một chút sáng tạo cũng không có, hai bọn họ chắc chắn phải chết, nhưng chết như nào thì tao đã có cách. Bây giờ tao muốn tụi mày nghĩ xem, trước khi bọn họ chết phải tra tấn kiểu gì mới có thể xả nỗi hận của ông đây. Đông ca, thế không hay cho lắm. Nam nhân cơ bắp có chút do dự nói, đôi cẩu nam nữ đó luôn trốn trong làng của thôn lại có người canh giữ, chúng ta hoàn toàn không vào trong được, muốn tra tấn bọn họ cũng không có cách. Trần Đông Phong một cước đạp nam nhân cơ bắp ngã ra đất, cho nên mới bảo các ngươi nghĩ cách, còn mẹ nó sao các ngươi đần như thế? Chỉ có thể dẫn bọn họ ra ngoài, nam nhân cơ bắp kiên định nói. Trần Đông Phong thuận miệng hỏi, dẫn kiểu gì? Một đám tiểu đệ lại rơi vào trầm tư. Nửa ngày không có ai trả lời. Đông ca, ngược lại ta có cách này. Đúng lúc này, bạn gái của Trần Đông Phong bỗng dưng lên tiếng, chỉ là không biết có thích hợp hay không. Có cách thì nhanh nói. Trần Đông Phong trừng mắt nhìn nữ nhân này, nếu như là ý hay thì ông đây tất nhiên có chỗ tốt cho ngươi. Nữ nhân kia nghe có chỗ tốt lập tức sáng mắt lên, nàng vội vàng nói, nếu bọn họ đã nấp trong thôn không ra vậy Đông ca phá cái thôn đó là được. Ngươi nói cái gì? Trần Đông Phong sửng sốt nhìn nữ nhân này, ngươi nói lại lần nữa. Nữ nhân bị dọa cho nhảy dựng lên, còn cho rằng bản thân nói sai rồi ta nói linh tinh thôi, Đông ca đừng tức giận. Ý hay, Trần Đông Phong bỗng dưng cười ha ha, ôm lấy nữ nhân đó, đều nói ngực to không có não, nhưng ai ngờ được đầu óc này của ngươi vẫn có chút bột nhão, đây là cách vô cùng tốt. Nữ nhân đó âm thầm thở phào một hơi. Gương mặt lập tức nở nụ cười đắc ý, trách móc nói, Đông Cao, vừa nãy ngươi dọa chết người ta rồi, tính bồi thường như nào cho người ta đây? Cầm tiền rồi cút đi. Trần Đông Phong vốn còn đang vui vẻ, kết quả nữ nhân này rất không thức thời mà nhéo hắn, vẻ mặt hắn liền biến sắc, không tự chủ mà nghĩ tới việc bản thân biến thành thái giám, tức giận đạp nữ nhân này ra bên ngoài. Mảnh đất ở thôn đối diện kia thật ra bất động sản Thiên Đồng của ba hắn đã sớm muốn mua. Nhưng đối phương sống chết không chịu bán, hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này thu mảnh đất đó vào trong túi. Mấy đứa các ngươi đi gọi 50 cái xe đẩy, thêm 50 cái xe múc đến đây. Trần Đông Phong châm điếu xì gà, hắn chậm rãi đè nén cơn tức giận vừa mới dâng lên, dặn dò nói, 9 giờ tối nay, lão tử phải san bằng cái thôn rách nát kia. Vâng, Đông ca, đám tiểu đệ đáp ứng nói. Không có việc của các ngươi nữa, xuống hết đi. Mí mắt Trần Đông Phong giật giật, bỗng dưng đuổi hết đám tiểu đệ ra khỏi phòng, sau đó lại gọi một cú điện thoại, tam thúc, là ta Đông Phong đây. Bên trong điện thoại vang lên một giọng nói cực kỳ già nua ấy, là tiểu tử của Đại Đồng gia, tìm ta có việc gì sao? Không có việc gì, chính là bên ta có đứa bạn ở phương diện kia có chút vấn đề. Trần Đông Phong chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn mượn cái cớ kinh điển là bạn của ta. Bác sĩ chỗ này đều không biết phải chữa trị kiểu gì, cho nên mới muốn mời ngươi giúp. Ha ha, tam thúc ngươi là một lão già đã nghỉ hưu rồi,
cũng không phải người học y, sao có thể giúp ngươi đây? Ông lão đầu bên kia cười ha ha. Tam thúc, ngươi khiêm tốn rồi, ai mà không biết ngươi có quan hệ với danh y của kinh thành, đương nhiên sẽ không để ngươi chịu thiệt. Trần Đông Phong biết đây là đang muốn chỗ tốt, hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, những người này bình thường chém gió giao tình hai bên lên tận trời, một khi có việc là gõ cốt hút tủy trong âm thầm, ước gì hút hết máu của hắn. Ông già đầu dây bên kia cười nhẹ hai tiếng, cũng đừng nói gì mà thiệt với không thiệt, một lão già về hưu như ta có thể muốn thứ gì được. Thế này đi, vừa lúc ta có quen biết một danh y sở trường trong mảng phòng the, gần đây hắn vội cần tiền, ta bảo hắn qua đó giúp ngươi, à, giúp bạn ngươi xem thử xem. Được, cảm ơn Tam Thúc, Trần Đông Phong vô cùng cảm ơn, sau khi cúp máy hắn nhớ tới nụ cười vừa nãy của vị Tam Thúc kia, sự ấm ức trong lòng càng tuôn trào. Hận ý đối với Hạ Thiên cũng cuồn cuộn như sóng dữ. Trần Đông Phong nghiến răng nghiến lợi âm thầm thề, chờ đấy cho ông, tối nay ta phải bắt đôi cẩu nam nữ các ngươi trả giá đắt. Cùng lúc đó, trong một căn phòng nào đó ở thôn dân, có hai người đang quỳ trước mặt Hạ Thiên. Một trong hai người chính là Bạch Thanh Dương đã đối phó Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh trong Long Thần Điện, lúc này cả khuôn mặt hắn đều sưng lên. Vẻ mặt vừa suy sụp vừa sợ hãi, rõ ràng trước khi tới đã bị ăn một trận. Một người khác chính là gia chủ Bạch Tiểu Lỗi hiện tại của Bạch gia. Lão đại, xin lỗi, là ta quản giáo không nghiêm mới khiến hắn làm ra loại chuyện như thế. Bạch Tiểu Lỗi vô cùng cung kính với Hạ Thiên, không dám có nửa điểm qua loa, lão đại niệm tình ta không xử lý hắn, nhưng ta lại không thể để hắn buông thả như vậy, cho nên mới dẫn hắn đến đây cho lão đại trách phạt. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, có chút không hiểu nói, Tiểu Lỗi, người cố ý dẫn con trai đến đây chỉ để nói cái này với ta à? Đúng vậy, Bạch Tiểu Lỗi tuy đã làm gia chủ nhưng lại không có chút thủ đoạn gì, tư thái hạ xuống mức thấp nhất, Bạch gia chúng ta là dựa vào lão đại, mới có địa vị là thế lực như ngày hôm nay, tên oát con này không biết trời cao đất dày vậy mà dám bất kính với lão đại, ta muốn đánh chết hắn tại chỗ. Bạch Thanh Dương tuy bị đánh một trận, nhưng trong lòng lại không phục Bạch Tiểu Lỗi, đặc biệt là thấy Bạch Tiểu Lỗi dùng sự tôn quý của gia chủ quỳ xuống cầu xin một người rất bình thường, cỗ phản nghịch và không cam lòng càng không thể nào chịu đựng nổi. Đủ rồi, Bạch Thanh Dương chịu không nổi đứng dậy, hắn quát lên với Bạch Tiểu Lỗi, một người làm một người chịu, việc là do ta làm, không liên quan gì đến Bạch gia cả, càng không liên quan đến Bạch Tiểu Lỗi ngươi, Hạ Thiên, ngươi muốn giết muốn chém thì cứ thoải mái. Bộp. Bạch Tiểu Lỗi giơ tay tát cho Bạch Thanh Dương một phát, sức lực mạnh đến nỗi hắn lập tức bay ra ngoài, nơi này không có phần cho ngươi nói, cút sang một bên cho ta. Hạ Thiên thấy vậy chỉ bĩu môi, Tiểu Hắc, ngươi muốn nói gì cứ nói, đừng chơi kiểu tâm cơ đấy, ngươi biết ta không thích loại xáo lộ này mà. Lão đại, ta không chơi kiểu tâm cơ gì hết, chỉ là hy vọng ngươi đừng vì chuyện của hắn mà chút giận với toàn bộ Bạch gia. Bạch Tiểu Lỗi đương nhiên biết tính cách của Hạ Thiên. Cũng biết hắn là một người cực kỳ bao che khuyết điểm, nhưng hắn càng biết năm đó Hạ Thiên vì việc Mộc Hàm bị thương mà thẳng tay thiêu rụi Lý gia, cụ thể ra sao thì hắn không có cách nắm chắc, cũng không dám vì mình là tiểu đệ của Hạ Thiên mà kiêu ngạo, ta là gia chủ mà không thể quản giáo tốt người nhà, trách nhiệm thật ra ở ta, cho nên mong ngươi tha cho hắn một mạng, ta nguyện lấy mạng đền mạng. Âm Vô Vũ và Tề Bạch Lâu có mặt ở hiện trường đều trầm mặc nhìn. Bởi vì việc đó hoàn toàn không liên quan đến bọn họ không có lập trường để chen mồm vào, nhưng cũng bởi vì vậy mà biết Hạ Thiên không đơn giản là tiểu tử hi hi ha ha. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Tiêm Tiêm nhìn chằm chằm Hạ Thiên, nàng mong đợi cách xử lý của Hạ Thiên, nàng muốn từ việc này để xem Hạ Thiên có tư cách làm tộc trưởng của Huyền Âm tộc hay không. Bạch Tiêm Tiêm, ta không cần lòng tốt của ngươi. Mặc dù mặt Bạch Thanh Dương vô cùng đau, nhưng hắn vẫn hét lên, Hạ Thiên. Ngươi muốn giết ta thì giết đi, còn lâu ta mới sợ. Bạch Tiểu Lỗi cau mày lại, thấp giọng gầm lên, im ngay cho ta, nếu như muốn hại chết cả Bạch gia thì ngươi cứ ầm ĩ tiếp đi. Hừ, trong lòng Bạch Thanh Dương tức giận khó nguôi, nhưng cũng không dám nhiều lời nữa. Bỏ đi, ta cũng lười so đo với đồ con nít, muốn mạng của hắn còn chưa đến mức, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hạ Thiên vốn là kiểu người bao che khuyết điểm. Hắn để ý nhất chính là các bà vợ, sau đó là người nhà của các vợ, tiếp theo chính là tiểu đệ và người nhà của bọn hắn. Các bà vợ đương nhiên không thể phạm sai lầm, sai vĩnh viễn là người khác.
Người nhà của các vợ nếu chọc phải phiền phức thì hắn cũng sẽ ra tay giải quyết. Còn về các tiểu đệ gây chuyện, hắn cũng sẽ giúp đỡ một phen, nhưng người nhà của các tiểu đệ thì hắn không khoan dung như thế, hắn đâu phải thánh mẫu. Đa tạ lão đại, Bạch Tiểu Lỗi nghe vậy liền yên lòng, ít nhất Bạch gia đã được bảo vệ, chỉ cần có thể giữ cho hắn một mạng, thì cái khác đều do lão đại xử lý. Hạ Thiên nghĩ thử, sau đó nghĩ tới một chủ ý, hắn nói, thế bảo hắn đến thiên đạo tổ đi, trong người hắn cũng có hạt giống màu đen, vừa vặn có thể để Thanh Nha Đầu nghiên cứu. Được, cách này đi, ta lập tức đưa hắn đến thiên đạo tổ. Bạch Tiểu Lỗi không hề chần chừ, hắn trực tiếp gật đầu đồng ý. Từ đã, Bạch Tiểu Lỗi ngươi hơi bị chủ trương đấy, Thanh Dương chính là con trai của ta. Đúng lúc này, một đám người bỗng dưng đẩy cửa xông vào, như thủy triều xô vào phòng, dẫn đầu là một người cao to, gương mặt đầy râu, cực kỳ uy phong. Phí Nguyệt đến gần Hạ Thiên, nhẹ giọng nói, Hạ Tổ trưởng, ngại quá, những người này cứng rắn xông vào, vốn muốn ngăn cản bọn họ, nhưng Triệu Tổ trưởng từng nói Bạch gia là trận doanh của ta, cho nên chúng ta không ra tay. Hạ Thiên lười biếng xua tay, không sao, vào rồi thì thôi, có điều sau đó là lũ vớ vẩn thì đừng cho vào. Ngươi mắng ai là đồ vớ vẩn hả? Nam nhân cao lớn vẻ mặt không vui nhìn Hạ Thiên, ta là Bạch Tiểu Hâm, đại ca của Bạch Tiểu Lỗi. Bạch Tiểu Lỗi lên tiếng nhắc nhở, đại ca, chú ý giọng điệu của ngươi, hắn là Hạ Thiên. Cái gì Hạ Thiên, Thu Thiên ấy, ngươi nói cái gì, hắn là ai? Bạch Tiểu Hâm lúc đầu còn không cho là đúng, đợi đến khi hắn tỉnh táo lại liền biến sắc, không phải Hạ Thiên hơn 30 tuổi sao, người trước mặt này trông tầm 20 thôi, nhìn thế nào cũng không phải cùng một người. Việc này không cần ngươi quản, hắn chính là lão đại của ta Hạ Thiên, các ngươi không được vô lễ như thế. Bạch Tiểu Lỗi trịnh trọng cảnh cáo, tốt nhất đừng làm loạn, bằng không toàn bộ Bạch gia đều sẽ bị ngươi làm liên lụy. Bạch Tiểu Hâm không vui trừng mắt với Bạch Tiểu Lỗi, Tiểu Lỗi, lời này của ngươi có ý gì? Lên làm gia chủ là ngay cả đại ca của mình cũng không để vào mắt đúng không? Nếu không phải ta chủ động nhường bước, thì ngươi có thể leo lên vị trí gia chủ sao? Bây giờ vậy mà không được sự đồng ý của ta đã mang con trai ta đến đây. Mặt mũi của Bạch gia đều bị ngươi làm cho mất sạch rồi. Ta dẫn Thanh Dương đến đây để xin lỗi lão đại, Bạch Tiểu Lỗi nói sắc lẹm. Ta đang cứu Bạch gia, không có lão đại thì sao Bạch gia có thành tựu ngày hôm nay? Bạch gia chết hay sống cũng chỉ bởi một câu của lão đại. Có cái bíp, Bạch Tiểu Hâm cười khẩy khi nghe xong, hắn chỉ vào Bạch Tiểu Lỗi nói, thành tựu ngày nay của Bạch gia chúng ta hoàn toàn dựa vào sự đồng tâm hiệp lực của gia tộc, liên quan cái quái gì với Hạ Thiên? Bản thân ngươi nịnh nọt hắn thì thôi, còn muốn kéo theo gia tộc cùng mất mặt à? Bạch Tiểu Lỗi cau mày nhìn đám người. Hắn không vui nói, đại ca, ngươi mang theo nhiều người đến đây là cố tình muốn kiếm chuyện sao? Là ta đang tìm ngươi kiếm chuyện. Bạch Tiểu Hâm hăng hăng trừng mắt với Bạch Tiểu Lỗi, hắn chỉ Bạch Thanh Dương, đó là con trai ta, cháu trai của ngươi, thế mà ngươi hạ thủ nặng như thế, nếu không phải ta đến kịp thì có phải ngươi còn muốn bán nó vào thiên đạo tổ để làm vật thí nghiệm không, sao có đạo lý này được? Hắn chọc giận lão đại đương nhiên phải chịu phạt, bằng không Bạch gia có thể chịu vạ lây. Bạch Tiểu Lỗi lên tiếng khuyên nhủ, ta vì gia tộc mà thôi. Nói láo, Bạch Tiểu Hâm không chịu thế, hắn hừ lạnh nói, coi như trước đó Bạch gia nhận chút ân huệ của Hạ Thiên thì nhiều năm như vậy cũng đã báo đáp xong rồi. Nếu như hắn còn muốn mượn chút ân huệ đó để uy hiếp Bạch gia chúng ta, chiếm hời của chúng ta, vậy cứ trực tiếp cắt đứt đi. Im miệng, Bạch Tiểu Lỗi hoàn toàn tức giận rồi, hắn luôn niệm tình anh em, tôn kính có thừa với vị đại ca này. Không ngờ hắn lại thiển cận như vậy, người muốn hại chết cả Bạch gia đúng không? Bạch Tiểu Hâm không cam lòng yếu thế, người muốn kéo Bạch gia vào vũng sâu là ngươi. Ngươi không xứng đáng làm gia chủ, hay là sớm thoái vị đi, ta gọi trưởng bối trong tộc, còn có đại biểu của thế lực phụ thuộc vào Bạch gia đều gọi tới, bọn họ chịu đủ rồi. Hóa ra là bức cung, Bạch Tiểu Lỗi tức giận cực độ, hắn ngược lại bình tĩnh, đầu tiên xin lỗi Hạ Thiên, lão đại, ngại quá. Lại khiến ngươi xem trò cười rồi. Hạ Thiên không nói gì, Bạch Tiểu Hâm lại tiếp tục nói, ngươi đừng trông cậy vào Hạ Thiên giúp ngươi, năm đó ta bệnh nặng mới không tranh vị trí gia chủ với ngươi, cũng thấy ngươi làm việc quả quyết, rất có mưu lược, hẳn là có thể đưa Bạch gia lên đỉnh vinh quang. Kết quả ngươi lại dựa vào Hạ Thiên,
làm chó cho Triệu gia, Bạch gia vậy mà cứ luôn núp dưới cánh Triệu Tống gia, bây giờ ngươi lại phớt lờ ý kiến của chúng ta, trực tiếp đưa con trai ta vào chỗ chết, ta đã không nhịn nổi rồi. Cứ theo cái tính tình này của ngươi, thì Bạch gia sớm muộn cũng bị hủy trên tay ngươi. Đại ca, nếu muốn làm gia chủ thì cứ nói thẳng, không cần lấy nhiều cớ làm gì. Bạch Tiểu Lỗi không phải kẻ ngốc, hắn thẳng thắn nói, nhưng ta phải nói cho ngươi biết, chỉ cần ta một ngày là tiểu đệ của Hạ Thiên, thì ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Hạ Thiên đúng dịp gật đầu, cười hì hì nói, Tiểu Hắc tuy hơi đần, nhưng đúng là vẫn tốt hơn lũ đần nhà các ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hạ Thiên, ngươi cũng đừng đắc ý. Bạch Tiểu Hâm chấn định chỉ vào Hạ Thiên, hôm nay ta không chỉ đến trục xuất Bạch Tiểu Lỗi ra khỏi Bạch gia, mà cũng đến cảnh cáo ngươi, từ hôm nay trở đi, Bạch gia ta không có bất kỳ quan hệ nào với ngươi, mời ngươi đừng nhân cơ hội chiếm người của Bạch gia ta. Ta chiếm hời của Bạch gia ngươi. Hạ Thiên nghe vậy có chút chẳng hiểu sao, não ngươi có vấn đề à, trước giờ ta không chiếm hời của lũ đần nhé. Bạch Tiểu Hâm hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Hạ Thiên, biết ngay ngươi sẽ không thừa nhận mà, có điều ta cũng lười truy cứu. Sau đó hắn nói với Bạch Tiểu Lỗi, Thanh Dương ta phải dẫn đi, còn về vị trí gia chủ, năm nay sẽ tuyển chọn tiếp, đến lúc đó chúng ta gặp nhau ở Chân Trương. Không được, ngươi không thể dẫn Thanh Dương đi. Bạch Tiểu Lỗi chìa tay ngăn cản Bạch Tiểu Hâm, hắn hừ lạnh nói, hắn phải đến Thiên Đạo Tổ báo cáo, đây là quyết định của lão đại. Bất kỳ ai cũng không thể làm trái, ta đã nói rồi. Bạch Tiểu Hâm đối chọi gay gắt, Thanh Dương là con trai ta không thể không mang nó đi, ai dám ngăn cản đừng trách ta không khách khí. Hạ Thiên cười hì hì nói, thú vị nha. Được rồi, các ngươi đừng tranh cãi nữa. Bạch Thanh Dương thấy ba hắn và Bạch Tiểu Lỗi bắt đầu cãi nhau, mắt thấy mâu thuẫn càng ngày càng dữ dội, cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, hắn vậy mà có chút sợ hãi. Việc này vì hắn nên mới thế, hắn chỉ muốn dùng hắn để kết thúc, thế là nói, bây giờ ta đến Thiên Đạo Tổ làm vật thí nghiệm cũng được, chịu khổ cũng được, ta đều nhận hết. Thanh Dương, lời này của con nói ra quá xúi quẩy rồi. Bạch Tiểu Hâm bất mãn trừng mắt với Bạch Thanh Dương, hắn bày dáng vẻ trang nghiêm, quát mắng nói, làm con trai của Bạch Tiểu Hâm ta sao có thể uất ức để người khác bày bố, nghe lời, bây giờ theo ta về. Bạch Tiểu Lỗi vẫn là thái độ kia, hắn hừ lạnh nói, phạm sai thì phải nhận lỗi, hắn phải đến Thiên Đạo Tổ, đây là lời của lão đại ta. Trong mắt ngươi chỉ có lão đại gì đó, có còn có Bạch gia không? Bạch Tiểu Hâm nổi giận chỉ vào Hạ Thiên, hắn hét lên, với lại hắn chỉ là lão đại của mình Bạch Tiểu Lỗi ngươi, chứ không phải của ta, càng không phải của Bạch gia. Đại ca, ngươi nói mấy lời này đúng là đủ độc ác. Bạch Tiểu Lỗi bình tĩnh nhìn đại ca mình. Thản nhiên nói, năm đó nếu như không phải mượn uy thế của Hạ Thiên, còn có gió xuân của Triệu gia, thì ngươi cho rằng Bạch gia có như ngày hôm nay sao? Bạch Tiểu Hâm đối chói gay gắt, ta cũng đã nói rồi, chút ân huệ đó Bạch gia đã sớm trả lại. Lẽ nào bởi vì chuyện nhỏ này mà Hạ Thiên hắn muốn nắm chặt Bạch gia cả đời? Ngươi nói nhầm rồi, Bạch Tiểu Lỗi ánh mắt nặng nề, hờ hững nói, trước giờ lão đại không hề yêu cầu Bạch gia ta làm bất kỳ việc gì. Ngược lại Bạch gia đến bây giờ đều đang hưởng phúc lợi do uy thế còn lại của Hạ Thiên mang đến. Là chúng ta phải luôn biết ơn trong lòng, chứ không phải làm một coi sói mắt trắng ăn xong hất bát đi. Bạch Tiểu Hâm không khỏi cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Lỗi, nói nửa ngày ngươi không phân giới hạn với Hạ Thiên, còn muốn trói chặt Bạch gia lên con thuyền rách nát của hắn. Đại ca, rốt cuộc hôm nay ngươi đến đây làm gì? Bạch Tiểu Lỗi cau mày. Cố gắng áp chế lửa giận dưới đáy lòng, hắn hừ lạnh nói, nếu như vì việc của Thanh Dương vậy chúng ta về nhà từ từ bàn bạc. Nếu ngươi đến vì lão đại thì cứ nói thẳng, đừng giấu giấu giếm giếm. Đương nhiên là vì cứu Thanh Dương, có lẽ Bạch Tiểu Hâm cũng cảm thấy bản thân nói hơi quá, thế là che đi mũi nhọn, hắn là con trai của ta, không được sự cho phép của ta ai cũng không thể xử lý hắn. Nếu theo lý luận của ngươi thì Tiểu Hắc vẫn có thể xử lý hắn. Hạ Thiên thờ ơ nói, bởi vì thật ra hắn không phải con của ngươi, mà là con của Tiểu Hắc. Nghe thấy vậy Bạch Tiểu Lỗi mí mắt giật giật, dường như hắn muốn nói gì đó, có điều miễn cưỡng không phản ứng gì. Bạch Tiểu Hâm biến sắc, hắn quát lên giận dữ, Hạ Thiên, con mẹ nó ngươi nói linh tinh gì đấy, Thanh Dương là con trai của ta.
Ta không nói linh tinh. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, chỉ vào Bạch Tiểu Hâm nói, ta là thần y đệ nhất thiên hạ, sao có thể nhìn nhầm được, trong lòng ngươi cũng rõ ràng mũ của ngươi thật ra là màu xanh. Không thể nào, không thể nào, chẳng nhẽ Bạch Tiểu Hâm có vẻ nghĩ đến gì đó, gương mặt hắn không khỏi biến sắc, chỉ vào Bạch Tiểu Lỗi nói, Bạch Tiểu Lỗi, ngươi giải thích hẳn hoi cho ta. Lão đại quả nhiên không gì không biết, Bạch Tiểu Lỗi thở dài, dứt khoát nói, nếu đã vậy thì không cần phải che giấu nữa, Thanh Dương đúng là con trai của ta. Có cái bíp, Bạch Tiểu Lỗi con mẹ nó, ngươi đang nói vớ vẩn gì đấy. Bạch Thanh Dương cũng không thể nào tiếp nhận hiện thực này, hắn không ngừng mắng Bạch Tiểu Lỗi, ba ta là Bạch Tiểu Hâm, mẹ ta không liên quan đến ngươi, cũng không thể nào có quan hệ đó. Thật ra việc này Bạch Thanh Dương đã sớm có dự đoán, hắn từng âm thầm nghe được người hầu trong nhà lời qua tiếng lại. Huống chi bản thân hắn cũng phát giác ra được, hắn lớn lên càng giống Bạch Tiểu Lỗi, mà với người cha ruột Bạch Tiểu Hâm thì lại không có chỗ nào giống nhau. Việc này vẫn luôn đè nặng trong lòng Bạch Thanh Dương, khiến hắn từ nhỏ đã sống trong sự uất ức và oán giận cực độ của Mạc Minh, khi đó hắn cho rằng chắc chắn Bạch Tiểu Lỗi và mẹ hắn đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên liền nảy sinh hận ý không thể nào phai với Bạch Tiểu Lỗi, cũng có tâm lý phản nghịch đối với Bạch Tiểu Lỗi. Hắn gia nhập vào Long Thần Điện cũng chính vì bị người ta lợi dụng loại tâm lý này. Sau khi Bạch Tiểu Lỗi thừa nhận bỗng dưng thở dài, tiếp đó hắn nói với Bạch Thanh Dương, Thanh Dương, con yên tâm, ta và mẹ con rất trong sạch, không có bất kỳ chuyện gì dơ bẩn. Nhưng con đúng là con trai của ta, chuyện này không thể nghi ngờ. Rốt cuộc ngươi đang nói gì? Bạch Thanh Dương nghe vậy liền ngơ ngác, nếu mẹ ta không có quan hệ gì với ngươi, vậy tại sao ta có thể là con trai của ngươi được, không phải ngươi muốn nói nàng không phải mẹ ruột của ta chứ? Đây là chuyện gia đình, không cần thiết phải mang ra nói ở đây. Bạch Tiểu Lỗi thản nhiên nói, đại ca, ngươi cảm thấy sao? Bạch Tiểu Hâm sắc mặt tái nhợt, hắn lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Lỗi, Bạch Tiểu Lỗi, ngươi giỏi lắm, vậy mà chơi ta một vố như vậy. Đại ca, các ngươi chơi mới gọi là lợi hại, ta chỉ phản bác để dự phòng mà thôi. Bạch Tiểu Lỗi vẻ mặt lạnh lùng, tình cảm từ đầu đến cuối không dao động quá lớn, khác hẳn hình tượng quần áo lụa là hơn mười mấy năm trước. Thanh Dương, con tự nói đi. Con theo ta về hay đến thiên đạo tổ? Bạch Tiểu Hâm thấy lời nói không có cách chiếm thế thượng, thấy thế hắn chỉ đành quát với Bạch Thanh Dương, con đừng nghe bọn họ nói linh tinh, con là con trai của ta. Bạch Thanh Dương lúc này thật sự đang do dự, không phải vì biết được cái gọi là chân tướng, mà bởi vì hắn đã chứng kiến sự đáng sợ của Hạ Thiên, biết được nếu như không thuận theo hắn, thì sẽ có hậu quả khủng bố như nào. Sau khi trầm mặc một lúc, Bạch Thanh Dương vẫn nhỏ giọng nói, ba, ta quyết định đến thiên đạo tổ. Con, Bạch Tiểu Hâm tí thì hộc máu ngay tại hiện trường, con mẹ nó mày đang nói gì đấy, đồ nghịch tử nhà mày muốn giúp người khác chọc giận ba mày sao? Ba, ta nghiêm túc, ánh mắt Bạch Thanh Dương dần dần nặng nề, đây cũng là vì muốn tốt cho Bạch gia. Bạch Tiểu Lỗi tán thưởng nhìn Bạch Thanh Dương, trong lòng cảm thán tâm huyết của mình quả nhiên không uổng phí, tiểu tử này có phong thái thời còn trẻ giống hắn. Cũng biết cái gì gọi là lấy đại cục làm trọng, sau này rất có tác dụng. Đều tại ngươi cả, trong lòng Bạch Tiểu Hâm lửa giận không có chỗ phát tác, hắn chỉ đành chĩa mũi giáo về phía Hạ Thiên, nếu như không có ngươi, em trai ta sao có thể trở nên độc ác như thế, con trai ta tại sao sẽ quyết định như vậy? Hạ Thiên, hôm nay ta phải bắt ngươi trả giá đắt. Hạ Thiên lười biếng ngước mắt lên, ồ, ngươi muốn ta trả giá như nào? Bằng. Chỉ nghe thấy một tiếng súng vang lên, Bạch Tiểu Hâm không do dự nổ súng với Hạ Thiên. Đại ca, ngươi làm gì thế? Bạch Tiểu Lỗi bị dọa cho hồn bay phách tán, hoàn toàn không ngờ đại ca hắn sẽ làm ra việc như thế. Ha ha ha, gì mà thần y đệ nhất thiên hạ chứ, còn không phải ăn đạn của ông đây sao? Bạch Tiểu Hâm lập tức cười to, khẩu súng giấu trong ngực cũng rung lên, tiếp đó hắn chỉ vào Bạch Tiểu Lỗi, ngươi nói đúng đấy. Hôm nay ta đến đây vì Hạ Thiên, đương nhiên cả ngươi nữa. Muốn gom đủ hai người các ngươi đúng là có chút khó khăn, nhưng ta chờ được cơ hội này rồi. Bạch Tiểu Lỗi tức đến mức run cả người, đây là việc ngươi vẫn luôn muốn làm sao? Phải, ta vẫn luôn muốn giết Hạ Thiên còn có ngươi nữa. Bạch Tiểu Hâm cười điên cuồng,
hắn chỉ vào Bạch Tiểu Lỗi rồi tức giận nói, 20 năm trước vốn Bạch gia đã nằm trong tầm nắm của ta, vị trí gia chủ sớm muộn gì cũng là của ta, ngươi chỉ là một công tử quần là áo lụa, trên tay có mấy bang phái nhỏ nhoi, lấy gì tranh với ta chứ? Kết quả thì sao, từ sau khi ngươi đi theo Hạ Thiên liền chỉnh hợp thế giới ngầm ở kinh thành, bắt đầu có được sự thưởng thức của lão gia tử. Bạch Tiểu Lỗi trầm mặc nhìn đại ca hắn đang liến thoáng liên mồm, trong lòng thở dài không thôi, quả nhiên vẫn là đồ không có đầu óc. Lúc đó ta không hề lo lắng, bởi vì thế lực ngầm ý nghĩa chính là không thể thấy ánh sáng, ngươi làm càng tốt thì càng cách xa vị trí gia chủ. Bạch Tiểu Hâm lại hồn nhiên không phát giác ra, hắn cho rằng bản thân nắm chắc phần thắng, đã tiến vào giai đoạn tự tin trước khi boss bị phản sát, nhưng ngươi lại chắp tay đưa thế lực ngầm nhường cho Sở Giao, sau đó dọn sạch sẽ trên đất liền, lão gia tử vì thế mà tán thưởng ngươi, dần dần bồi dưỡng ngươi mà xa cách với ta, sau này nhân lúc ta ra nước ngoài truyền vị trí gia chủ cho ngươi. Việc này đúng là, sao có đạo lý đấy được? Cũng làm khó ngươi kìm ném mười mấy năm. Sau khi Bạch Tiểu Lỗi nghe xong trong lòng đã không còn bao nhiêu tức giận, chỉ còn sự thất vọng hận rèn sắt không thành thép. Đại ca, hiểu biết của ngươi quả là không xứng để nắm giữ Bạch gia, năm đó ba hoàn toàn không chọn sai. Ngươi cũng muốn ăn đạn có đúng không? Bạch Tiểu Hâm lập tức bị chọc giận, hắn lấy súng dí vào đầu Bạch Tiểu Lỗi, bây giờ ta muốn ngươi ở trước mặt mọi người vạch rõ giới hạn Hạ Thiên, rồi trả vị trí gia chủ cho ta. Bọn họ chính là thế lực mà nhiều năm nay ngươi khổ cực bồi dưỡng ra. Bạch Tiểu Lỗi nghiêng mắt nhìn đám người đứng sau lưng đại ca hắn, trong ánh mắt tỏ vẻ khinh thường, thật không ra làm sao, chỉ là một đám phế vật thôi. Bằng! Bạch Tiểu Hâm cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, hắn cũng không kiềm chế được cơn giận nữa, thế là bóp cò. Sau đó một bóng người trúng đạn ngã trên mặt đất. Ba, Bạch Thanh Dương con mắt như muốn nứt ra, hắn bổ nhào lên ôm lấy Bạch Tiểu Hâm. Bạch Tiểu Hâm nằm mơ cũng không ngờ người trúng đạn lại là chính mình, càng đáng sợ hơn chính là trên người bản thân xuất hiện hai lỗ đạn, chứng minh rằng đó là tự mình bắn chúng. Hạ Thiên điềm nhiên ngồi trên ghế sofa, hắn lười biếng nói một câu, người như nào chết như vậy, nếu ngươi đã thích bắn súng thế thì ngươi bắn thêm mấy phát là được. Bạch Tiểu Lỗi vẻ mặt không cảm xúc thu súng rơi trên đất của Bạch Tiểu Hâm, kế đó hắn dặn dò mấy người ở đằng kia, các ngươi dẫn đại ca về trước đi, lát ta về sẽ giải quyết. Những người đó không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn họ vốn được Bạch Tiểu Hâm thu mua, kết quả tối nay đến ép cung vậy mà lại thành kết quả như này. Có điều Bạch Tiểu Hâm đã chết bọn họ tất nhiên nghe lời của Bạch Thanh Dương, thế là cả đám im lặng xử lý Bạch Tiểu Hâm rồi lặng lẽ rời khỏi. Một hồi náo loạn không hiểu vì sao bắt đầu, cũng chẳng hiểu sao kết thúc. Hận ta sao? Bạch Tiểu Lỗi đỡ Bạch Thanh Dương có chút suy sụp, thản nhiên hỏi. Tâm trạng lúc này của Bạch Thanh Dương rất phức tạp, ánh mắt hắn nhìn Bạch Tiểu Lỗi cũng mờ mịt luống cuống, trong lúc nhất thời không biết bản thân nên bày ra biểu cảm gì. Lão đại, con trai ta không sao chứ? Bạch Tiểu Lỗi cảm thấy có phần không đúng, hắn lên tiếng hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên thản nhiên nói, không sao, chỉ là bị đả kích thôi, không lâu nữa sẽ tự hồi phục. Thanh Dương, ta biết là con sẽ khó tiếp nhận hiện thực, có thể hận ta, nhưng đừng hận lão đại. Bạch Tiểu Lỗi vẻ mặt nặng nề nói với Bạch Thanh Dương, về đi, lát nữa ta sẽ nói rõ mọi chuyện với con, nên làm thế nào thì tự con phán đoán. Thật ra phải sớm nói rõ rồi, người cứ kéo dài không nói thế nên mới xảy ra chuyện như hôm nay. Hạ Thiên vẫn có chút tình cảm với tiểu đệ này, hắn nghiêm khắc nói, tiểu đệ hắn thu nhận không nhiều, cũng chỉ có Vương Kiệt, Tạ Hiểu Phong và Bạch Tiểu Lỗi trước mặt này. Bạch Tiểu Lỗi hít sâu một hơi, mỉm cười đắng chát, lão đại, ngươi nói đúng là nhẹ nhàng, đại gia tộc giống như Bạch gia không thể tuyên bố nhiều chuyện xấu. Nếu như nói ra hết đoán chừng sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ kinh thành, ta là gia chủ không thể không cẩn thận được. Đó là do thực lực của ngươi không được. Hạ Thiên lắc đầu, bằng không thì ai dám chê cười ngươi. Bạch Tiểu Lỗi cười khổ, lão đại, không phải mỗi người đều yêu nghiệt giống như ngươi. Ta chỉ lây chút gió xuân của ngươi, chứ không có biện pháp hành sự tùy tiện. Hạ Thiên bĩu môi, đó là do ngươi không có thực lực. Đúng, Bạch Tiểu Lỗi gật đầu thừa nhận, cho nên mới cần lão đại mang theo ta. Ta không có thú vui dẫn nam nhân đi chơi. Hạ Thiên trực tiếp từ chối. Hắn lười biếng nói, ngươi có thể đi tìm Triệu Hiểu Trác, có lẽ hắn bằng lòng dẫn ngươi đi chơi.
Bạch Tiểu Lỗi có chút lúng túng trả lời, hay là thôi đi, ta và anh trai hắn Triệu công tử là anh em bền vững, nếu như bây giờ chuyển sang lăn lộn với hắn thì quá mất mặt rồi, sẽ bị người ta cười chê. Hạ Thiên thuận miệng nói, việc đó không liên quan đến ta. Cúi đầu thì cúi đầu, ngày mai ta đi tìm Triệu Hiểu Trác. Bạch Tiểu Lỗi nhanh chóng điều chỉnh lại, bây giờ hắn chính là gia chủ của Bạch gia, chứ không phải nhị thiếu gia trước đó, vì lợi ích gia tộc khom lưng cũng là lẽ thường. Tình cảm trẻ con vừa nãy chỉ lộ ra trước mặt Hạ Thiên mà thôi. Đúng lúc này, Bạch Thanh Dương cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong ngây ngốc, hắn mặt không cảm xúc hỏi, này, vừa nãy ngươi nói ngươi là ba ta, nhưng lại không có bất kỳ quan hệ gì với mẹ gia, rốt cuộc có ý gì? Con muốn biết, Bạch Tiểu Lỗi thản nhiên nhìn Bạch Tiểu Lỗi, đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi. Bạch Thanh Dương thất thanh cười hai tiếng, ta còn cần chuẩn bị cái gì, hẳn là không có gì đả đích bằng việc ba ta chết trước mặt bản thân nhỉ. Sự việc cũng không phức tạp, chính là quả báo của ân oán của thế hệ trước kéo dài đến bây giờ. Bạch Tiểu Lỗi thở dài, vô cùng cảm khái nói, tầm hơn 20 năm trước, Bạch gia dưới sự dẫn dắt của ông con một đường phất lên. Mặc dù không sánh bằng Triệu gia lúc bấy giờ, nhưng vẫn có thể cạnh tranh với Lý gia. Mà Lý gia là gia tộc lão phái kinh điển, có quan hệ mật thiết với nhiều gia tộc khác, thế lực thâm căn cố đế, muốn lay động lật đổ có thể nói là khó như lên trời. Ông nội còn nghĩ đến liên hôn, lúc đó đại ca vừa mới tốt nghiệp đại học, đang yêu đương mặn nồng với một nữ nhân đương nhiên từ chối rồi. Có điều ông nội con là người cường thế cỡ nào, ông trực tiếp bức tử nữ nhân đó. Làm cho đại ca lấy con gái của gia chủ Kim gia. Đại ca lúc đó tức giận đến mụ mị đầu óc, âm thầm cấu kết với Lý gia hố Bạch gia một phen, khiến cho Bạch gia từ đấy không thể tranh đấu với các gia tộc đỉnh cấp ở Kinh Thành. Nói vớ vẩn nửa ngày, việc này liên quan gì đến ta? Bạch Thanh Dương cau mày lại, bất mãn nói. Sắp đến việc liên quan đến con rồi. Bạch Tiểu Lỗi tiếp tục nói, lão gia tử chịu đả kích đấy khiến cho thân thể không bằng trước. Đại ca mặt ngoài phấn đấu mạnh mẽ, dáng vẻ thành thực ổn trọng, nhưng thật ra đã sớm phóng đãng vạn dặm. Vì để lão gia tử vui vẻ, hắn lấy nữ nhi của Kim gia, cũng chính là mẹ con. Tính tình của mẹ con thì con cũng rõ, cương liệt vô cùng, y như đao bạch phượng trong tiểu thuyết vậy, vì để báo thù cha con mà nàng tìm đến ta. Bạch Thanh Dương hừ lạnh nói, người đáp ứng rồi. Đương nhiên là không, Bạch Tiểu Lỗi lắc đầu, lúc đó ta còn học cấp 3. Tí thì bị dọa cho sợ hãi, sao có thể đáp ứng được. Nhưng ai mà ngờ được, nàng lại trực tiếp tẩm thuốc mê cho ta, gọi bác sĩ lấy một vài thứ trên người ta, sau đó thụ tinh nhân tạo. Bạch Thanh Dương im lặng không nói, hắn không biết lời nói của Bạch Tiểu Lỗi có mấy phần thật, có điều tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy Bạch Tiểu Lỗi không cần phải nói dối. Chỉ là nếu như những lời đó là thật, vậy hắn không biết sau này nên làm như nào. Việc này chưa chắc đại ca thực sự không biết, chỉ là giả vờ không biết mà thôi. Bạch Tiểu Lỗi lại thở dài, đồng tình nói, bằng không mẹ con cũng sẽ không suốt ngày bị ảnh hưởng, cũng bởi vì thế mà cô ấy mới đi theo con đường tự sát không lối về. Bạch Thanh Dương vẫn có chút không tin, không đúng, nếu như ba ta thật sự biết, vậy tại sao từ nhỏ hắn đã đối xử tốt với ta như vậy? Chuyện này, thôi bỏ đi, đều nói hết cho con nghe. Bạch Tiểu Lỗi chậm rãi nói ra bí mật cuối cùng, năm đó mẹ con âm thầm hạ dùng chất cấm với đại ca, khiến cho hắn trở thành vô sinh, con là đời sau duy nhất trên mặt nghĩa của hắn, vì để giữ gìn mặt mũi mà hắn không thể không giữ con bên người. Có điều hắn cũng thật sự coi con là con ruột, điểm này con không cần nghi ngờ, hắn không phải xúc sinh không có tình cảm. Được, ta biết rồi. Bạch Thanh Dương hoàn hoãn lại, cuối cùng lên tiếng, việc ngươi nói ta không thể chấp nhận toàn bộ. Nhưng ta không hận ngươi, chờ xử lý xong việc hậu sự của ba ta, ta sẽ đến thiên đạo tổ trình diện, sẽ không gây thêm phiền phức nữa. Bạch Tiểu Lỗi không biết là vui hay mừng, có điều Bạch Thanh Dương là gia chủ tương lai hắn bồi dưỡng, không thể không làm tàn khốc như thế, năm đó hắn cũng trải qua đau đớn xé nát tam quan mới có được bản thân của ngày hôm nay. Lão đại, hôm nay ta tới đây ngoại trừ mang Thanh Dương đến xin lỗi, thì thật ra còn muốn nhắc nhở ngươi vài việc. Bạch Tiểu Lỗi thấy tình cảm của Bạch Thanh Dương đã bình ổn lại mới nói ra một mục đích khác hắn đến đây với Hạ Thiên, là việc liên quan đến Long Thần Điện kia, thật ra vào 7-8 năm trước ta đã nghe nói qua tổ chức này rồi, cũng đã báo với Triệu gia, nhưng bọn họ không coi thành chuyện gì cả.
Chỉ là ta vẫn luôn âm thầm điều tra, gần đây bọn họ sẽ gây bất lợi cho ngươi. Ồ, ngươi nói mấy đứa đần đó hả? Hạ Thiên không quan tâm xua tay, đã giải quyết xong rồi. Bạch Tiểu Lỗi lắc đầu, cực kỳ trịnh trọng nói, lão đại, ngươi đừng khinh địch. Long Thần Điện đó là tổ chức cho mấy gia tộc lão phái tích lũy, mặc dù nhìn như phân tán nhưng thực lực không thể coi thường. Trong đó lợi hại nhất chính là Hắc Y Long Thần, tuy 7-8 năm trước mới tung hoành xuất thế, nhưng thật ra rất có tiếng tăm ở ngoại quốc, ta cảm thấy hắn có thể là cùng một loại người với lão đại, bởi vì biểu hiện của hắn cũng rất yêu nghiệt, nhất định không thể chủ quan. Chủ quan hay không thì chỉ là một đồ đần mà thôi. Hắn không thể là một loại người với ta, bởi vì hắn bất cứ lúc nào cũng có thể chết, mà ta không thể chết được. Hạ Thiên đương nhiên biết rõ Bạch Tiểu Lỗi muốn nói gì, chính là nói Hắc Y Long Thần đó cũng là tu tiên giả, hơn nữa tu vi còn không thấp. Ta chỉ là có chút lo lắng. Bạch Tiểu Lỗi thấy Hạ Thiên nhẹ nhàng như thế cũng không tự làm mất mặt mình, ngược lại hắn đã làm tròn trách nhiệm của tiểu đệ rồi, việc còn lại là chuyện của Hạ Thiên. Hạ Thiên không quan tâm nói, ngươi có thể tung tin, Long chủ gì đó của thần Long nếu như muốn đánh nhau thì cứ trực tiếp đến tìm ta. Dù sao ta cũng đang rảnh rỗi, thỉnh thoảng đánh đấm cũng có thể giết thời gian. Lời này thật ra là đang thay đám người Triệu Hiểu Trác và Bạch Tiểu Lỗi tránh mũi nhọn, như vậy thì khi vị Long thần kia muốn động sát tâm sẽ trực tiếp xông đến Hạ Thiên, sẽ không làm gì bọn họ. Cảm ơn lão đại, Bạch Tiểu Lỗi thầm hiểu, hắn cúi chào với Hạ Thiên rồi nói, vậy ta không làm phiền lão đại nữa. Một lúc sau, Bạch Tiểu Lỗi dẫn theo Bạch Thanh Dương rời đi. Có điều chỗ có Hạ Thiên đương nhiên có đủ loại phiền phức và náo nhiệt. Tốp người Bạch Tiểu Lỗi vừa rời khỏi không bao lâu thì Phí Nguyệt đã tiến vào báo cáo, nói rằng bên ngoài thôn lại đến tiếp một đám người, chỉ danh gọi tên nói muốn gặp Hạ Thiên. Hạ Tổ trưởng, bên người có người tên là Trịnh Vân Lân yêu cầu gặp ngươi. Phí Nguyệt nhẹ nhõm hỏi, có cho vào không? Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn nói, không phải trước đó ta nói rồi sao, loại vớ vẩn này bảo hắn trực tiếp cút đi. Phí Nguyệt ở với Triệu Thanh Thanh nên có chút không quen cách xử lý mọi việc của Hạ Thiên, thế là nàng không nhịn được mà nhắc nhở, mặc dù Trịnh gia không được liệt vào hàng 10 đại gia tộc ở Kinh Thành nhưng thế lực cũng rất mạnh mẽ, hơn nữa Trịnh Vân Lân còn là chủ tịch của tập đoàn Thiên Lân, con trai hắn Trịnh Vân Kiệt. Hắn là ai, gia tộc cường đại cơ nào thì liên quan gì đến ta? Hạ Thiên không vui nhìn Phí Nguyệt, bảo hắn cút đi, bằng không ta thiêu rụi cả gia tộc hắn. Phí Nguyệt biết phong cách của Hạ Thiên, nàng gật đầu nói ta biết rồi. Vừa đi không bao lâu, Phí Nguyệt lại trở về, nàng nói với Hạ Thiên, hắn nói nhận lệnh của Triệu Tổ trưởng qua đi tìm ngươi thương lượng. Hả, Thanh Nha đầu bảo đồ đần này qua đây làm gì? Hạ Thiên có chút không tin, hắn lấy điện thoại ra gọi điện cho Triệu Thanh Thanh. Sư phụ, ngươi nhớ ta sao? Sau khi nhận điện thoại, Triệu Thanh Thanh cực kỳ vui mừng cười hỏi. Hạ Thiên cũng thuận thế nói, ta đương nhiên nhớ ngươi rồi, ngươi chính là đồ đệ ngoan của ta mà. Ha ha, Triệu Thanh Thanh rất mãn nguyện mỉm cười, có điều nàng cũng rõ Hạ Thiên không thể tùy tiện liên lạc với nàng như thế, nàng hỏi, sư phụ, ngươi tìm ta có việc gì à? Hạ Thiên thuận miệng hỏi, có, nơi này có đồ đần tên Trịnh gì Vân Lân, nói là ngươi bảo hắn đến đây tìm ta, có đúng không? Ồ, là thế sao? Triệu Thanh Thanh vừa cười vừa nói. Hắn đã bày tỏ đầu hàng Thiên Đạo Tổ, nhưng con trai hắn lại là người của Long Thần Điện, ta không dễ xử lý liền bảo hắn đi tìm sư phụ. Sau đó chán ngấy một hồi, Hạ Thiên mới không nỡ cúp máy. Hạ Tổ trưởng, vậy ta đi gọi Trịnh Vân Lân vào nhé. Phí Nguyệt đúng lúc hỏi một câu. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, vào làm gì, để hắn ở nơi nào mát mẻ ở đi. Phí Nguyệt có chút ngơ ngác ấy. Vừa nãy không phải Triệu Tổ trưởng nói rõ với ngươi rồi sao? Thanh Nha đầu nói rõ tình hình thì liên quan gì đến việc ta bảo hắn cút? Hạ Thiên hỏi lại. Phí Nguyệt nhất thời á khẩu. Bên ngoài thôn dân, Trịnh Vân Lân vẻ mặt lo lắng đi tới đi lui ngoài cửa lớn. Bởi vì việc của Trịnh Tiểu Kiệt mà trước đó hắn ầm ĩ ở cao ốc Thiên Đạo Tổ một phen, kết quả bị Hạ Thiên tiện tay ném ra ngoài. Lúc đó trong lòng hắn đúng là rất tức giận. Nhịn không được mà muốn báo thù, nhưng khi ấy hắn biết được sự lợi hại của Hạ Thiên từ một vài thế lực ở Kinh Thành, cho nên không khỏi nảy lên ý định bỏ cuộc. Sau đó Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh trực tiếp hủy diệt Long Thần Điện,
càng dọa cho hắn té dái. Mặc dù nói chỉ cần Long Thần còn đó, xây dựng lại Long Thần Điện thì không thành vấn đề, nhưng vấn đề chính là hắn đâu có quen Long Thần Điện, nhớ đâu bị Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh giận lây đến Trịnh gia, vậy thì đúng là vạn kiếp bất phục. Thế là Trịnh Vân Lân trực tiếp đến tìm Triệu Thanh Thanh đầu hàng, hung hăng xẻo một miếng thịt lớn chính là muốn Hạ Thiên không truy cứu Trịnh gia, nếu như có thể cứu được con trai của hắn thì càng tốt. Triệu Thanh Thanh suy nghĩ xuất phát vì lợi ích, cảm thấy Trịnh gia có thể tha, nhưng việc Trịnh Tiểu Kiệt gia nhập Long Thần Điện thì nàng lại không dễ nhúng tay vào, vậy nên bảo hắn đích thân đến thôn cầu xin Hạ Thiên. Phí tiểu thư, sao rồi, có phải Hạ Thần y muốn gặp ta không? Trịnh Vân Lân thấy Phí Nguyệt chậm rãi đi ra lập tức hỏi. Phí Nguyệt lắc đầu, Hạ Tổ trưởng bảo ngươi cút, đừng đến làm phiền hắn. Không phải chứ, Trịnh Vân Lân có hơi không tin, ngươi có nói tin tức của Triệu Tổ trưởng hay không, là nàng bảo ta đến tìm mà. Phí Nguyệt gật đầu, nói rồi, Hạ Tổ trưởng còn gọi điện cho Triệu Tổ trưởng xác nhận nữa. Vậy thì hắn không có lý do gì không chịu gặp ta. Trịnh Vân Lân có chút nóng nảy nói, ta thành tâm thành ý đến đây xin lỗi hắn, ta có thể dâng tặng một nửa tài sản của tập đoàn thần y, coi như là bồi thường. Sau khi Hạ Tổ trưởng gọi xong thái độ đối với ngươi đúng là tốt hơn chút. Phí Nguyệt nghĩ nghĩ, vẫn huyền chuyển xử lý thái độ của Hạ Thiên, hắn đổi thành nói. Đổi thành cái gì? Trịnh Vân Lân kích động hỏi, ngươi nhanh nói đi. Hắn bảo ngươi tìm nơi mát mẻ mà ở. Sau khi Phí Nguyệt chuyển lời xong lập tức xoay người rời khỏi, nàng nói với bảo vệ canh cổng, coi chặt chút, đừng cho bất kỳ kẻ nào tiến vào. Cổng được thiết lập có 6 bảo vệ, trong đó 4 người là thành viên của Thiên Đạo Tổ, 2 người khác là tộc nhân của Huyền Âm Tộc, có bọn họ ở đây canh giữ ngoại trừ gặp phải dị năng giả đỉnh cấp, hoặc tu tiên giả cỡ kim đan kỳ ra thì không ai có thể xông vào. Ấy, Phí tiểu thư, Phí, làm sao đây? Trịnh Vân Lân không khỏi thất vọng. Trong lòng hắn càng thêm gấp gáp, cơ thể của Tiểu Kiệt không biết có chống đỡ được qua tối nay không, xem ra Trịnh gia lại trở mặt với loại yêu nghiệt này, đúng là số kiếp. Vệ sĩ ở bên cạnh nhìn không được nhắc nhở, lão gia, Hạ Thiên đó không phải nói tìm nơi mát mẻ ở sao, người nói đây là nơi mát mẻ nhất, sau đó ở đây chờ hắn là được. Đúng, vì Tiểu Kiệt, vì Trịnh gia, ta sẽ trả giá. Trịnh Vân Lân nghiến răng. Bỗng rung bùm một tiếng quỳ xuống trước cổng, Trịnh gia, Trịnh Vân Lân mong được gặp Hạ Thần Y, mong hãy thông báo một tiếng. Nửa ngày sau không ai phản ứng hắn. Nếu như Hạ Thần Y không gặp ta, thì ta cứ quỳ ở đây. Trịnh Vân Bằng không coi ai ra gì mà giống lên. Có điều vẫn không có ai để ý đến hắn. Chấm chấm. Sắc trời dần tối, bên làng nghỉ Trần Đông Phong đang tiếp đãi một khách không mời. Nói là khách không mời thật ra khi nhìn thấy người này, Trần Đông Phong cũng không quá bất ngờ, chỉ là trong lòng có chút không vui mà thôi. Người tới chính là Hào Ca mà trước đó hắn gọi điện. Hào Ca, sao ngươi lại đến địa phương nhỏ bé của ta thế? Trần Đông Phong thu liếm chút cảm xúc kia, trên mặt trưng ra nụ cười sán lạn, thật sự là khách quý, không phải ngươi ở trong thành Phong Lưu sống sướng sao? Gì mà vui vẻ chứ, sắp phiền chết rồi. Hào Ca tự quen thuộc ngả vào ghế sofa ra thật, hắn thuận miệng nói với nam nhân cơ bắp đứng bên cạnh, đi, lấy cho ta chai rượu vang đỏ, phải là Raffi 582. Nam nhân cơ bắp nhìn Trần Đông Phong, người kia trừng mắt nhìn hắn, không nghe thấy Hào Ca nói à, lấy bình ngon nhất trong tủ ra đây. Ấy, thế mới đúng, vẫn là ngươi sảng khoái, hào phóng. Hào Ca vỗ vai Trần Đông Phong, không giống đám người trong kinh thành. Được mài rũa nhưng lại keo kiệt. Trần Đông Phong cười ha ha, trong lòng âm thầm nói, phí lời, ông đây tặng ngươi nhiều tiền như vậy, đương nhiên hào phóng rồi. Năm sát thủ cao cấp của đội săn giết đã đứng bên ngoài cổng, mặc dù muộn mấy giờ nhưng chắc chắn sẽ xử lý việc đâu vào đấy. Hào Ca lại châm cho mình điếu xì gà, vô cùng hào hùng nói đi, ngươi muốn chơi chết ai, ca ca đích thân giúp ngươi xử hắn. Trần Đông Phong không rõ đối phương chơi trò gì, chỉ đành mỉm cười thăm dò, ha ha, chút chuyện còn con của ta sao phiền Hào Ca đích thân qua đây một chuyến. Việc của ngươi chính là việc của ta, không phải chúng ta là anh em tốt sao? Hào Ca cười ha ha, chỉ vào Trần Đông Phong nói, lẽ nào ngươi còn muốn khách khí với ta? Trần Đông Phong gật đầu, đương nhiên không cần khách khí. Được rồi, ta cũng nói thẳng. Hào Ca rít một hơi.
sau đó gẩy điếu xì gà vào thùng rác, hắn lại châm thêm một điếu, trong nhà xảy ra chuyện, em trai ta bị người phế rồi. Lão gia tử nhà ta vô cùng nóng nảy mắng người toàn thế giới, nếu như ta không trốn đoán chừng cũng bị hắn làm cho phiền. Em trai ngươi xảy ra chuyện gì? Trần Đông Phong với em trai Hào ca thật ra là bạn tốt, thế nên không khỏi lên tiếng quan tâm. Hào ca cười khẩy, khinh thường nói ra thì cũng đáng chết, tư duy của tiểu tử đó quá đần. Thấy ta chấp trưởng đội săn giết liền không phục, rồi gia nhập Long Thần Điện kia, còn dám tiêm vào trong người thứ vớ va vớ vẩn. Kết quả chơi hỏng rồi, cơ thể hoàn toàn không được, đoán chừng cách cái chết không xa. Việc này ta cũng đã nghe qua, cũng từng đi khuyên hắn, đáng tiếc. Trần Đông Phong gật đầu, Long Thần Điện ở trong vòng đám phú nhị đại ở Kinh Thành đúng là rất nổi tiếng, thật ra có không ít người muốn tham gia, suy cho cùng trong cơ thể trồng hạt giống gì đó liền có thể đạt được lực lượng phi nhân, làm nam nhân ai mà không động lòng chứ. Đám người bọn hắn cái gì cũng chơi qua, cũng chơi ngán rồi, dần dần có người chơi tương đối khác người, hạt giống trồng trong cơ thể đều là thao tác cấp thấp. Đáng tiếc cái gì, Hào ca nghiêng mắt nhìn Trần Đông Phong, người rất quan tâm hắn đấy nhỉ. Trần Đông Phong hờ hững xua tay, quan tâm là bình thường thôi, nói sao thì cũng từng chơi cùng đám anh em đó, nhưng ta chắc chắn sẽ hỗ trợ Hào ca. Được rồi, không nói nhảm nữa. Hào ca không liếc nhìn bình rượu vang mà nam nhân cơ bắp đưa qua, hắn trực tiếp đứng dậy nói với Trần Đông Phong, trước hết xử lý chuyện này cho ngươi. Trần Đông Phong còn muốn chờ đợi, có điều nghĩ tới nhục nhã bản thân phải chịu, lại nổi lên lửa giận không rõ, được, bây giờ đi xử lý tên kia. Người ở đâu? Hào ca ngậm điếu xì gà hỏi. Ở ngay trong thôn dân đối diện, Trần Đông Phong giơ tay chỉ về một hướng. Thôn dân, ánh mắt Hào ca lóe lên một tia nặng nề, ta nghe đó chỗ đó hình như là sản nghiệp của Triệu gia, tiểu tử ngươi muốn xử lý là ai? Trần Đông Phong thản nhiên nói, Hào ca yên tâm, không liên quan đến Triệu gia đâu. Thôn dân đối diện là sản nghiệp của thân thích nhà vợ Triệu Hiểu Trác, rẽ bảy tám khúc cua căn bản không chịu được. Triệu Hiểu Trác cũng không thể vì loại thân thích này mà tìm phiền phức cho ta. Vậy được, đi thôi. Hào ca lại khôi phục cố khí khách và sự thô lỗ, hắn nắm tay Trần Đông Phong ra cửa, sau đó bước lên một chiếc xe ảo ảnh màu đen, ngồi xe của ta đi, Triệu gia cũng sẽ nể mặt chút. Trần Đông Phong thấy vậy cảm động không thôi. Những thành viên của đội săn giết đương nhiên đi theo đám tiểu đệ của Trần Đông Phong. Không đến một lúc, hai người dẫn theo một đám người đến cửa thôn. Người kia ở trong đó, Trần Đông Phong làm động tác muốn xuống, nhưng lại bị Hào ca ấn chặt tay, hắn tỏ vẻ nghi ngờ, Hào ca, người đây. Đừng gấp, chúng ta phải nắm bắt thân phận một chút, bằng không sao người khác chú ý đến ngươi. Hào ca kẹp điếu xì gà trong tay rồi chỉ người đang quỳ trước cổng không xa, hắn cười mỉa nói, ngươi không thấy trận thế trước cổng sao. Rõ ràng là muốn mượn cơ hội kinh sợ người khác. Người kia trông có vẻ hơi quen. Trần Đông Phong xuyên qua màn đêm và ánh đèn ở cửa thôn, miễn cưỡng nhìn thấy bóng lưng của người đang quỳ. Hào ca nhìn cũng lười nhìn, dáng vẻ trong lòng hiểu rõ. Hắn nói, khỏi cần suy nghĩ, chắc chắn là ông chủ của công ty nào đó, bởi vì việc gì đó đắc tội người trong kia, cho nên trách phạt hắn quỳ ở bên ngoài. Chẳng lẽ tình báo điều tra của ta có sai sót? Trần Đông Phong có chút hoài nghi, lẽ nào tiểu tử đó là dòng chính của Triệu gia? Ha ha ha, người đúng là hài hước. Hào ca cười đến mức tí thì hụt hơi, chỉ vào Trần Đông Phong nói, dòng chính của Triệu gia sẽ ở nơi này. Cho dù không có nơi ở cũng không thể đến loại địa phương này, thủy ổ thiên cư không thơm à. Trần Đông Phong gật đầy, trái tim hơi bình tĩnh lại cũng phải. Gọi tiểu đệ của ngươi đi chào cổng đi. Hào ca vỗ Trần Đông Phong. Dặn dò nói, có thể báo tên của ta, nếu như tên kia có hứng thú thì đến lúc đó để hắn quỳ xuống dập đầu ngươi, rồi lại bồi thường một chút. Nếu như hắn không hứng thú thì sao? Trần Đông Phong hỏi. Hào ca vẻ mặt hung ác, không mang theo bất kỳ tình cảm gì cả, vậy còn giữ lại làm gì, ném xuống hồ là được. Chính là tiểu tử đó, còn có nữ nhân kia, bọn họ ra rồi. Trần Đông Phong đang tính kêu tiểu đệ đi chào cổng. Nhưng vừa vặn nhìn thấy Hạ Thiên và Bạch Tiêm Tiêm cùng nhau đi xa, hắn lập tức kích động kêu lên. Đi, trực tiếp qua đó xử hắn. Hào ra ném điếu xì gà đẩy cửa xuống xe, hắn dẫn theo đám người Trần Đông Phong cuồn cuộn đi đến trước mặt Hạ Thiên và Bạch Tiêm Tiêm,
cực kỳ kiêu ngạo nói, tiểu tử, chính là mày đánh Trần Thiếu. Hạ Thiên nhìn đám người này, không khỏi bĩu môi, các ngươi lại là đồ đần từ đâu đến, bây giờ ta không rảnh để ý tới các ngươi, nhanh xéo đi. Còn rất ngông đấy, Hào ca cười ha ha, chỉ vào Hạ Thiên mắng, Hào ca ta chính là đến tìm ngươi, hoặc là ngươi quỳ xuống dập đầu với Trần Thiếu, lại thêm bồi thường 1-2 triệu thì việc này coi như xong. Bằng không hôm nay sẽ chơi chết ngươi, ngươi tin không? Không tin, Hạ Thiên lười biếng trả lời một câu. Bạch Tiêm Tiêm nhìn những người bất thiện đến đây, lại phát hiện sau lưng bọn họ có 5 cao thủ, thế nên không khỏi trở lên cảnh giác. Trước hết quỳ xuống, nghe thấy không? Hào Cao tức giận gầm lên. Hạ Thiên còn chưa phản ứng lại thì bỗng dưng bên người có một người giơ tay lên tát bốp vào Hào ca, tiểu súc sinh, mẹ nó mày nhanh quỳ xuống. Hào ca không ngờ vậy mà có người dám ra tay với hắn, nhất thời lửa giận tăng vọt, xoay người chỉ vào người xông tới, được cờ mờ muốn chết hả, ba, sao ba ở đây? Trịnh Tiểu Hào hoàn toàn ngây ngốc. Hắn vốn vì trốn ba hắn mới đến chỗ khỉ ho cò gái này, mặt ngoài là thay Trần Đông Phong xả cục tức, thật ra cũng mượn cớ phát tiết sự tức giận phải chịu trong thời gian này, kết quả không ngờ vừa mới chửi mấy câu đã đụng phải ông già nhà mình. Sự tức giận của Trịnh Vân Lân càng lớn hơn, hắn vì con trai nhỏ Trịnh Tiểu Kiệt đã lo lắng lắm rồi, muốn để con trai lớn Trịnh Tiểu Hào đến giúp một tay, kết quả tiểu tử này lập tức chạy mất dạng, dường như sợ Trịnh Tiểu Kiệt không chết. Bây giờ hắn xuống nước cầu xin Hạ Thiên cứu chữa Trịnh Tiểu Kiệt, kết quả con trai lớn của hắn vậy mà chạy đến đây đắc tội Hạ Thiên, rõ ràng muốn cố ý hại chết Trịnh Tiểu Kiệt. Ba cầu xin hắn làm gì? Trịnh Tiểu Hào không hiểu hỏi. Ta cũng biết không ít danh y ở kinh thành, tùy tiện tìm một người cũng có thể chữa cho em trai, không cần phải để tiểu tử này đạp lên đầu chúng ta. Đồ súc sinh nhà mày câm miệng, nhanh quỳ xuống xin lỗi hạ thần y. Trịnh Vân Lân đạp cho Trịnh Tiểu Hào một phát, quát lên với hắn, chẳng lẽ mày muốn ép chết em trai mày à, độc chiếm tài sản hay gì? Trong lòng Trịnh Tiểu Hào cực kỳ không muốn, nhưng vẫn không thể quỳ xuống, hạ thần y, vừa nãy là ta sai, mong ngươi đừng so đo. Em trai ngươi là ai, ta không quen. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta và vợ Tiêm Tiêm phải đi câu cá, các ngươi đừng chắn đường. Trịnh Vân Lân lúc này mỉm cười nói với Hạ Thiên, hạ thần y, ta là Trịnh Vân Lân của tập đoàn Thiên Lân, trước đó từng gặp một lần trong cao ốc Thiên Đạo, chẳng qua khi đó ta không phát hiện ra tình huống cho nên mới đắc tội ngươi và Triệu Tổ trưởng. Bây giờ ta thành tâm hối hận, cũng nhận được sự tha thứ của Triệu Tổ trưởng, nàng bảo ta tới đây tìm ngươi. Hy vọng ngươi có thể đối xử khoan hồng cứu con trai ta. Hạ Thiên bĩu môi, con trai ngươi lại là đồ đần nào? Con trai ta tên Trịnh Tiểu Kiệt, hắn còn nhỏ không hiểu chuyện. Trịnh Vân Lân gấp gáp giải thích, bởi vì bị một số bạn bè xấu xúi dục nên mới gia nhập vào Long Thần Điện gì đó, hắn thật sự không phải có tâm đối nghịch với Thiên Đạo Tổ, cầu xin Hạ Thần y cứu hắn. Không cứu, Hạ Thiên để lộ biểu tình thờ ơ, chó ngoan không chắn đường, tránh ra. Con trai Trịnh Tiểu Kiệt ta bây giờ đang rơi vào hôn mê, bác sĩ nói nếu như hôm nay không tỉnh lại thì rất có khả năng hắn sẽ chết. Trịnh Vân Lân cực kỳ gấp gáp, hắn quỳ xuống với Hạ Thiên, ngươi chính là thần y, chức chính là thấy chết cứu giúp, ngươi không thể thấy chết không cứu. Cứu hay không cứu ai, ta nói mới tính. Hạ Thiên bĩu môi, con trai ngươi chết cũng là do hắn tự tìm, liên quan gì đến ta chứ, tại sao ta phải cứu hắn? Trịnh Vân Lân quỳ gối cầu xin, ta bằng lòng ra giá 1 triệu, không 5 triệu, không phải, nghe nói hạ thần y cứu người phải tốn một nửa, ta có thể bỏ ra một nửa tài sản, cầu xin hạ thần y cứu con trai ta. Trịnh Tiểu Hào ở bên cạnh nghe vậy trong mắt tí thì rớt ra ngoài, suýt nữa trực tiếp đứng lên cho ba hắn một cước, đó đều là tài sản của hắn trong tương lai, dựa vào cái gì mà chia một nửa để cứu đứa con riêng kia. Người dùng toàn bộ tài sản cũng không được. Không cứu chính là không cứu. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta muốn cùng vợ Tiêm Tiêm đi câu đêm, không rảnh ở đây lãng phí thời gian với các ngươi. Trịnh Vân Lân vội vàng nói, hạ thần y, cầu xin ngươi, nếu như ngươi không đáp ứng, ta sẽ, đang nói hắn vô thức nhìn Trịnh Tiểu Hào, ta bảo con trai lớn quỳ ở đây. Trịnh Tiểu Hào vẻ mặt ngơ ngác, việc này liên quan gì đến hắn, sớm biết vậy hắn đã không đến đây. Hắn càng nghĩ càng tức giận, chờ đã, nếu như thật sự chỉ có tên tiểu tử trước mặt này có thể cứu em trai hắn, vậy nếu như hắn chết đi,
thế không phải em trai hắn. Nghĩ tới đây, Trịnh Tiểu Hào không khỏi âm thầm làm một thủ thế với thành viên của đội săn giết đứng sau hắn không ra. Bộp, 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 năm thành viên cao cấp của đội săn giết mặc áo đen đeo mặt nạ màu trắng, trong nháy mắt bọn họ đã xuất hiện trước mắt Hạ Thiên, vây quanh hắn lại. Các ngươi muốn làm gì? Bạch Tiêm Tiêm cau đôi mày thanh tú, nàng vô thức tiến lên hai bước chắn trước mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên chẳng để ý gì đến năm người đột nhiên xuất hiện này, sau đó hắn lại đẩy Bạch Tiêm Tiêm ra sau lưng, cười hì hì nói, vợ Tiêm Tiêm, đừng căng thẳng, bọn họ không dám động thủ đâu. Trịnh Tiểu Hào thấy vậy có chút lo lắng, bất chấp mọi việc giống lên với mấy sát thủ kia, đứng ngây ra đó làm gì, nhanh xử tiểu tử này. Năm sát thủ đó lại quỳ xuống trước mặt Hạ Thiên, vô cùng cung kính nói, ám ảnh số hiệu gốc 53, 76, 109. 113, 124, tham kiếm Hạ đoàn trưởng. Ồ, các ngươi là người của ám ảnh đoàn, Hạ Thiên lười biếng hỏi. Trong đó có một sát thủ trả lời, trước kia thì phải, có điều sau đó chúng ta phạm sai lầm, bị ngải đoàn trưởng trục xuất ra khỏi ám ảnh đoàn. Vì để sinh tồn nên chỉ có thể gia nhập vào đội săn giết hiện tại, chúng ta không biết người thuê muốn đối phó đoàn trưởng, mong đoàn trưởng tha cho chúng ta một lần. Trịnh Tiểu Hào dù ngốc cũng hiểu được thân phận của Hạ Thiên không bình thường, một lúc lâu mới chỉ vào Hạ Thiên nói, ngươi rốt cuộc là ai? Đồ đần nhà ngươi không có tư cách được biết, cút xa một chút. Hạ Thiên nói xong tiện tay tát một cái, trực tiếp hất bay Trịnh Tiểu Hào vào trong hồ đối diện, còn về sống hay chết đoán chừng ông trời mới biết được. Trịnh Vân Lân bị dọa cho mí mắt nhảy dựng, tận mắt nhìn thấy con trai bị đá bay mà không dám nói nửa câu. Các ngươi cũng cút đi. Hạ Thiên liếc nhìn năm sát thủ kia, niệm tình các ngươi từng là thành viên của ám ảnh đoàn nên lần này ta không tính toán với các ngươi. Cảm tạ đoàn trưởng, năm người hai mặt nhìn nhau, sau đó lập tức dùng tốc độ nhanh nhất biến mất. Hạ Thiên ôm lấy Bạch Tiêm Tiêm tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng cũng nhìn thấy Trần Đông Phong vẻ mặt kinh ngạc ấy, lại là đồ đần nhà ngươi à, ngươi cảm thấy bản thân sống không thoải mái đặc biệt đến tìm chết sao? À. Không phải, ta không có, đừng hiểu nhầm. Trần Đông Phong vội vàng xua tay, hắn sắp bị dọa cho ngốc rồi, ta đến đây để xin lỗi, hôm nay mạo phạm ngươi và vị tiểu thư này, thật sự xin lỗi, ta đã ý thức được sai lầm của bản thân rồi, mong các vị đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho ta lần này. Bạch Tiêm Tiêm vẻ mặt lạnh lùng nhìn người này, nhất thời không biết nên nói như nào, từ sau khi bản thân rời khỏi đảo Sương Nguyệt số người nàng gặp càng nhiều. Nhưng đối với tính người lại có chút thất vọng. Biết sai, Phí Nguyệt ở bên cạnh không khỏi mỉm cười, nàng khinh thường nói, người dẫn nhiều người qua đây rõ ràng là để báo thù. Hạ Thiên chỉ cau mày chứ không nói gì cả, Trần Đông Phong tí thì bị dọa cho té dái, hắn lập tức xua tay phủ nhận, không phải, tuyệt đối không phải, sao ta dám làm thế chứ? Vậy ngươi dẫn bọn họ đến đây làm gì? Phí Nguyệt thay Hạ Thiên hỏi. Là thế này. Trần Đông Phong nảy số rất nhanh, lập tức tìm được một cái cớ không phải là cớ, khi ấy bọn họ cũng có mặt, đối với vị tiểu thư này cũng mạo phạm, ta dẫn bọn họ qua đây đương nhiên là muốn xin lỗi hai vị. Nói xong hắn hét lên với đám tiểu đệ ở sau lưng, các ngươi đứng ngây ra đấy làm gì, còn không nhanh quỳ xuống xin lỗi. Hạ Thiên liếc nhìn Bạch Tiêm Tiêm, hắn cười hì hì hỏi, vợ Tiêm Tiêm, có muốn xử lý đám đần này để xả giận không? Không cần đâu. Bạch Tiêm Tiêm không thèm để ý loại ngôn ngữ xúc phạm cỡ này, để bọn họ đi là được. Hạ Thiên bĩu môi, nghe rồi đó, cút đi. Vâng vâng, cút đây, Trần Đông Phong hoàn toàn sợ hãi, rụt đầu rụt vai lui về phía sau. Lúc này nam nhân cơ bắp bỗng dưng vẻ mặt hưng phấn từ trong xe xông ra, hắn kích động báo cáo với Trần Đông Phong, Đông ca, 50 chiếc xe cẩu và xe múc mà ngươi muốn đã đến rồi. Chỉ cần ngươi hạ lệnh là đảm bảo trong 10 phút có thể san bằng chỗ này. Trần Đông Phong nháy mắt đứng im tại chỗ, trực tiếp bị dọa sợ cho đổ mồ hôi. Phụt, Phí Nguyệt lại mỉm cười, nàng mỉa mai nói, 50 xe múc, 50 xe cẩu, Trần Đại Thiếu muốn làm gì đó, nhân dịp ban đêm san bằng cái thôn này à? Đông Thiếu, ngươi sao thế, nói chuyện đi. Nam nhân cơ bắp còn đang không ngừng thúc giục hắn, nhanh hạ lệnh đi. Xe sắp lái qua đây rồi. Bốp, Trần Đông Phong tức đến mức cho nam nhân kia một phát tát, lái con mẹ mày mà lái,
nhìn không hiểu bây giờ là tình huống gì sao. Một cái tát này gần như dùng hết toàn bộ sức lực, trực tiếp đánh cho nam nhân cơ bắp ngất xỉu. Vừa nãy ngươi nói muốn san bằng thôn nào? Hạ Thiên quay đầu lười biếng hỏi một câu. Là, Trần Đông Phong bị dọa cho lông tơ cả người dựng nên, trái lại trong lúc gấp gáp nghĩ ra cách ứng phó, hắn giơ tay chỉ vào các làng nghỉ mình ở, muốn san bằng làng nghỉ, cái thôn đó quá tàn, xây dựng trước mặt thôn dân đúng là sỉ nhục thôn dân, vì để bày tỏ lời xin lỗi, ta tính đập đi xây lại, sau đó đưa cho hai người làm quà bồi thường. Đối với việc này Hạ Thiên không ừ hử gì, Bạch Tiêm Tiêm lại nói, muốn đập đi xây lại là việc của ngươi, có điều ta lại không cần. Không không, ngài nhất định phải nhận, Trần Đông Phong quỳ xuống van xin, ta vẫn không muốn chết, cầu xin hai vị tha cho ta thực sự không dám. Bạch Tiêm Tiêm lười so đo với loại người này, nàng hờ hững nói, không ai muốn mạng của ngươi cả, sau này bớt làm mấy việc độc ác đi, bằng không sớm muộn gì ngươi cũng không được chết tử tế. Ta tuyệt đối sẽ không làm nữa, ta có thể thề. Trần Đông Phong vội vàng giơ hai ngón giữa lên bầu trời đen tối, sau này Trần Đông Phong ta nếu như làm nửa chuyện xấu sẽ khiến cho toàn thân thối nát, không được chết tử tế. Mặc dù ta không quan tâm đến sống chết của ngươi, nhưng ngươi cảm thấy lời thề kiểu này có thể lừa được ai? Bạch Tiêm Tiêm tuy không hiểu thế sự, cơ mà cũng không phải đồ ngốc. Vợ Tiêm Tiêm, ta có thể biến lời thề của hắn thành sự thật. Hạ Thiên cười hì hì, ngón tay bỗng xuất hiện một cây châm bạc, hắn tùy tiện cắm châm vào Trần Đông Phong, thế này là được, sau này nếu như hắn muốn làm trái lời thề thì sẽ giống như hắn nói, toàn thân thối rữa, chết không tử tế. Bạch Tiêm Tiêm biết y thuật của Hạ Thiên vô cùng huyền diệu cho nên không nói gì nữa. Trần Đông Phong âm thầm may mắn, cảm thấy cuối cùng cũng tránh được một kiếm, sau này như nào còn khó nói lắm, ít nhất hiện tại hắn không có nửa điểm làm bậy. Sau đó Hạ Thiên không quan tâm Trần Đông Phong và Trịnh Vân Lân, hắn ôm Bạch Tiêm Tiêm đi đến bên hồ câu cá đêm. Nói là đi câu cá đêm, thật ra Hạ Thiên và Bạch Tiêm Tiêm thả câu xong rồi ngồi trên tảng đá ngắm sao trời. Có điều ở phía đối diện còn có 50 cái máy múc và máy cẩu đang biểu diễn phá phòng, coi như tăng thêm chút vui vẻ trong đêm tối. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên ta rời khỏi đảo Sương Nguyệt. Lúc vừa bắt đầu thật sự không quen. Đảo Sương Nguyệt không lớn, chỉ nửa ngày đã có thể chạy một vòng quanh đảo nhỏ, nhưng cảm thấy chạy như thế không chán. Trên lục địa rất lớn, đất giống như nước biển liên miên không dứt. Bạch Tiêm Tiêm thế mà còn có tâm tính thiếu nữ, nàng lại vừa rời khỏi nơi mình sinh sống từ bé không lâu, thật sự cảm khái rất nhiều, bình thường không có bao nhiêu người có thể thổ lộ tâm sự, đối với Hạ Thiên ngược lại có thể thả lỏng, vui vẻ nói chuyện. Hạ Thiên không phải một người cảm tính. Trước giờ hắn sẽ không đi suy nghĩ vấn đề này, cảm xúc của hắn chỉ có hai loại, một là vui vẻ, hai là không vui. Nếu như vui vẻ vậy thì vui thêm chút nữa, nếu như không vui vậy thì nghĩ cách để trở nên vui vẻ. Có điều Hạ Thiên lại không phải một người thiển cận, hắn trời sinh có thể cảm nhận được biến hóa cảm xúc của người khác, đặc biệt là nữ nhân, đặc biệt hơn nữa là nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân càng xinh đẹp hắn càng có thể cảm nhận chính xác biến hóa tâm lý của đối phương, chỉ là kỹ thuật tán gái của hắn quá kém, bằng không đúng là không có gì bất lợi cả. Trên thực tế, Hạ Thiên giống như chưa từng thất bại ở phương diện đó, dù là mỹ nhân cao lãnh như Lãnh Băng Băng, hay là nữ ma đầu như Dạ Ngọc Mị, còn có thần tiên tỷ tỷ không nhiễm bụi trần như Nguyệt Thanh Nhã cuối cùng đều phải ngả lòng với hắn. Hạ Thiên biết cảm xúc phức tạp và nhạy bén của Bạch Tiêm Tiêm. Chỉ là hắn không có hứng thú muốn đi nghĩ đối sách gì có thể nhanh chóng nắm bắt trái tim nàng, trước giờ hắn đều thuận theo suy nghĩ ở sâu trong lòng mình. Hạ Thiên cười hì hì nói với Bạch Tiêm Tiêm, vợ Tiêm Tiêm, ngươi có lạnh không, nếu không đến nằm trong lòng ta đi. Hạ tộc trưởng, ngươi đúng là rất sát phong cảnh, Bạch Tiêm Tiêm chưa từng yêu đương, nhưng con gái đều có thiên phú cơ bản trên phương diện này, có lúc ta thật sự nghĩ không ra. Người xuất chúng tuyệt vời như y tỷ sao sẽ là vợ của ngươi chứ? Vậy còn cần hỏi à, đương nhiên bởi vì ta lớn lên đẹp trai, hơn nữa mị lực không thể cản. Hạ Thiên chính trực cường điệu nói. Bạch Tiêm Tiêm mỉm cười nhợt nhạt, lắc đầu nói, mặc dù ta gặp không nhiều nam nhân, có điều cũng biết dung mạo của ngươi không với tới nổi chữ soái. Còn về mị lực đúng là khó nói, cần phải ở lâu với nhau mới biết. Chỉ là con gái thông thường rất khó bên nhau bền lâu với một nam nhân xấu trai.
Vợ Tiêm Tiêm, lời này của ngươi không đúng rồi. Hạ Thiên ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói với Bạch Tiêm Tiêm, ta chính là soái ca đệ nhất thiên hạ, trên thế giới không tồn tại người nào đẹp trai hơn ta. Ta có rất nhiều cô vợ, mỗi người đều là mỹ nữ tuyệt thế, nhưng bọn họ đều tham lam cơ thể của ta, thế còn không chứng minh soái khí và mị lực của ta sao? Ta chưa từng gặp những cô vợ của ngươi. Bạch Tiêm Tiêm thấp giọng cười một tiếng, nàng lại nói, cơ mà Y Y tỷ cũng là nữ nhân của ngươi, vậy ta tạm thời tin tưởng vợ ngươi đều là mỹ nữ tuyệt thế. Hạ Thiên lười biếng nói, còn có Thanh Nha Đầu, ngươi cũng gặp rồi. Bạch Tiêm Tiêm vừa cười vừa nói, Thanh Thanh tỷ trông đúng là rất đẹp, có điều vẫn kém Y Y tỷ chút xíu. Nhưng tư thế oai hùng của nàng có thể nói mị lực vô cùng, khuyết điểm duy nhất chính là nàng quá nghe lời ngươi, mở miệng ngậm miệng chính là sư phụ sao thế, làm sao? Đó chính là đồ đệ ngoan của ta, hình như ta cũng chỉ có một đồ đệ như thế. Hạ Thiên cười hì hì nói, tất nhiên phải hướng về ta rồi, thật ra trước đó dáng người của nàng không đẹp, ta không quá muốn thu nhận nàng. Thế mà sau này nàng trở nên xinh đẹp, lại rất nỗ lực, đương nhiên ta không bạc đãi nàng. Cách ngươi không bạc đãi nàng chính là biến nàng thành nữ nhân của ngươi. Bạch Tiêm Tiêm có chút buồn cười hỏi lại một lâu. Hạ Thiên tỏ vẻ đó là điều đương nhiên, việc này cũng cần phải nói, nàng luôn muốn làm nữ nhân của ta, chỉ là ta thành toàn cho nàng thôi, sau đó để nàng càng vui vẻ càng hạnh phúc. Càng vui vẻ, Bạch Tiêm Tiêm ngước mắt nhìn sao trời trong đêm, trái tim nàng dâng vào cảm xúc khác lạ, vui vẻ là cái gì? Hạ Thiên thản nhiên nói, vợ Tiêm Tiêm, người muốn làm gì? Vui vẻ chính là vui vẻ, là tùy tâm sở dục, bản thân muốn làm gì thì làm đấy. Chắc vậy, Bạch Tiêm Tiêm cũng không biết bản thân tại sao lại trở nên đa sầu đa cảm như thế, thật ra đây cũng chỉ là tình cảm thiếu nữ mới có, suy cho cùng thì trong thế giới của người trưởng thành cuộc sống đã rất khó khăn, căn bản không suy nghĩ việc vui hay không vui. Hạ Thiên bỗng dưng hỏi, vợ Tiêm Tiêm, vậy ngươi có việc gì đặc biệt muốn làm không? Việc đặc biệt muốn làm, Bạch Tiêm Tiêm tỉ mỉ suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu, hình như thật sự không có. Sau đó một tiếng cười khanh khách vang lên, có phải là ta tẻ nhạt lắm nhỉ? Có hay không chẳng sao cả, Hạ Thiên vẫn là câu kia, vui vẻ là được. Bạch Tiêm Tiêm dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn Hạ Thiên, nàng cười hỏi, vậy ngươi vui vẻ không? Vui vẻ nha, tại sao không vui chứ? Hạ Thiên nằm trên tảng đá, gối đầu lên đôi chân dài trắng nõn tràn ngập mùi vị thiếu nữ của Bạch Tiêm Tiêm, có ngươi ở bên ta, đương nhiên vui rồi. Hai tay Bạch Tiêm Tiêm nâng má, có chút tò mò hỏi, vậy ngươi không có việc phiền não sao? Phiền não thì không, phiền phức thì lại có. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, một là luôn có đồ đần đến quấy rối ta, hai là các cô vợ đều đến dị giới. Có điều việc này cũng chẳng sao, đồ đần dám đến quấy rồi ta đều bị xử lý, còn về các cô vợ ở dị giới cũng không biết bọn họ đang làm gì, nhưng ta biết bọn họ chắc chắn cũng rất nhớ ta. Hơn nữa sớm muộn gì ta cũng sẽ đi tìm bọn họ. Các cô vợ của ngươi à, rốt cuộc ngươi có mấy người? Bạch Tiêm Tiêm từ nhỏ đã sống trên đảo, không biết nhiều lắm về chuyện nam nữ, cho nên nghe nói Hạ Thiên có rất nhiều vợ cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Hạ Thiên còn thật sự suy nghĩ, trước giờ hắn chưa từng đếm kỹ vậy nên khi Bạch Tiêm Tiêm nói như vậy hắn không khỏi bắt đầu đếm, có vợ thần tiên tỷ tỷ, vợ tiểu kiều, vợ băng băng, vợ hinh hinh, đếm rồi lại đếm. Hạ Thiên đếm đến mức ngủ luôn, rõ ràng coi các vợ thành đếm cừu. Bạch Tiêm Tiêm nhìn dáng vẻ ngủ say của Hạ Thiên, nàng cười nhẹ, hoàn toàn không tính đánh thức hắn, tùy ý để hắn gối đầu lên chân mình, mơ một giấc mộng đẹp. Đại lục Tiên Vân, huyện Thanh Kiếm. Nơi này thuộc nam cảnh của Cơ Thị Hoàn Triều, nhưng thời tiết lại bước vào mùa tuyết rơi, mỗi tháng đều có tuyết rơi rất dày hơn 10 ngày. Cho nên phòng ở nơi đây phần lớn đều được xây dựng cực kỳ cao, hơn nữa nền móng đều dùng long đảm thạch cứng rắn, từ xa nhìn lại giống như là từng lầu các trong không trung. Lúc này, có một chiếc xe tải do hai con thú tử giác long mã kéo chậm rãi chạy tới. Lái xe chính là một võ sĩ mặc huyền y rất mỏng manh, nhưng chút cảm giác lạnh lẽo cũng không có, cơ thể ngược lại như một cái lò lửa, bông tuyết dày rơi trên người hắn nhanh chóng hóa thành nước, trượt xuống từ trên khối cơ bắp cứng rắn. Trong xe có hai mỹ nữ tuyệt sắc đang ngồi, một người xinh đẹp bình tĩnh, một người lạnh lùng, bọn họ chính là Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương.
Mấy ngày trước, hai người đến huyện Thanh Kiếm là Diệp Mộng Oánh và Cố Hàm Sương, nhưng mà Diệp Mộng Oánh chê Cố Hàm Sương tính cách lạnh lùng, chả thú vị tí gì cả, thế là yêu cầu đổi người khác hợp tác. Mọi người biết không thể nhân từ với tiểu ma nữ này thế nên đều không quan tâm thỉnh cầu của nàng, kết quả nàng bắt đầu la lối om sòm, cuối cùng chỉ có Kiều Tiểu Kiều đồng ý đổi với nàng, cơ mà lại trực tiếp đổi địa phương khác. Thế là Kiều Tiểu Kiều hợp tác với Cố Hàm Sương đến huyện Thanh Kiếm nơi các kiếm khách tụ hội, mà Diệp Mộng Oánh cùng cháu gái nàng Liễu Vân Mạn thì đi nghe vạn quỷ quật thú vị hơn. Cố Hàm Sương là kiếm khách, có thể đến huyện Thanh Kiếm đương nhiên rất vui, nhưng tính cách nàng lạnh lùng không tranh giành, dù vui cũng rất ít thể hiện ra mặt. Kiều Tiểu Kiều từ nhỏ được bồi dưỡng trở thành doanh nhân, hỉ nộ cũng ít khi thể hiện nên đương nhiên mang theo một cỗ khí chất người bề trên. Có điều nàng vẫn hoạt bát hơn Cố Hàm Sương, đặc biệt là sau khi đến Tiên Vân Đại Lục, nàng cũng không cần vì gia tộc đi đón bọn họ, tính cách vốn đã bay nhảy chậm rãi được giải phóng. Sương Sương tỷ, người cảm thấy chúng ta sẽ gặp phải một kẻ thù như nào? Kiều Tiểu Kiều học dáng vẻ của Hạ Thiên, nàng giữ nghiêng vào ghế ngồi, bày ra tư thế thoải mái nhất, lười biếng cười hỏi. Không biết, tốt nhất là đừng có kẻ thù. Cố Hàm Sương lại vô cùng đoan chính. Đây là thói quen của nàng, phản xạ được nuôi dưỡng từ nhỏ, chỉ sợ lúc ở một mình cũng vẫn như thế. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười ngồi dậy, Sương Sương tỷ, ngươi là kẻ luyện kiếm mà lẽ nào không muốn gặp một đối thủ đỉnh cao trên kiếm đạo sao? Kiếm của ta xuất vỏ chính là giết người, cho nên không có đối thủ. Cố Hàm Sương mặt không cảm xúc trả lời. Kiều Tiểu Kiều cười ném một quả trong suốt lóng lánh vào trong miệng, cười trêu chọc nói lời này đúng là có chút mùi vị của chồng. Nghe thấy Kiều Tiểu Kiều nhắc đến Hạ Thiên, vẻ mặt của Cố Hàm Sương khó có được mà nhiễm hồng, nàng lắc đầu nói, ta không giống hắn, phong độ của chồng thiên hạ hiếm có, ta ngay cả một phần của hắn cũng không bằng. Kiều Tiểu Kiều cười nói, nếu như chồng nghe được ngươi khen chàng, chắc chắn vui mừng ở bên ngươi mấy ngày. Tiểu Kiều, ngươi đừng chọc ta nữa. Cố Hàm Sương mặc dù lớn hơn Kiều Tiểu Kiều vài tuổi nhưng tính cách lại càng giống thiếu nữ chưa trải sự đời, thật sự khó mà chống đỡ nổi. Kiều Tiểu Kiều lại vô cùng hứng thú, nàng tiếp tục cười hỏi, Sương Sương tỷ, ngươi nhớ chồng không? Cố Hàm Sương xấu hổ trả lời, nhưng lại muốn biểu đạt tình cảm của bản thân nên chỉ có thể nhẹ nhàng nói là sao, nhớ hay là không nhớ? Kiều Tiểu Kiều như cười như không liếc nhìn Cố Hàm Sương. Cố Hàm Sương biết Kiều Tiểu Kiều cố ý, nhưng khuôn mặt đẹp đẽ vẫn không khỏi đỏ lan đến tay, ngắc ngứ nửa ngày cũng không nói được gì. Chồng thích ngươi như thế, lẽ nào ngươi không nhớ hắn tí nào sao? Kiều Tiểu Kiều tức giận hỏi ngược lại. Hai vị chủ nhân, sắp vào thành rồi. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói của lái xe, hắn nhắc nhở các nàng, thành vệ có khả năng sẽ vén rèm xe để kiểm tra thân phận. Không sao, Kiều Tiểu Kiều thản nhiên nói. Cố Hàm Sương lập tức đeo mạng che mặt, trường kiếm cũng được nàng gác ở trước đầu gối, có điều là dùng vải gấm bao lại. Quả nhiên không sai, khi xe tiến đến trước cổng thành thì bốn thành vệ tiến lên chắn đường. Thứ lỗi, chúng ta cần kiểm tra quan bằng, còn có thân phận người trong xe. Đội trưởng của thành vệ ngược lại vô cùng lễ phép, không hề có ý đụng vào. Lái xe cũng ứng đối ngay lập tức, hắn lấy ra văn thư quan bằng từ trong ngực. Sau đó cố ý dặn dò một câu, trong xe đều là nữ quyến, ngươi vén một nửa rồi nhìn lướt là được, đừng làm cho các chủ nhân chúng ta sợ hãi. Đội trưởng thành vệ kiểm tra văn thư, phát hiện lai lịch không nhỏ, thế là trịnh trọng hẳn, ôm quyền nói về phía rèm xe, đắc tội. Sau đó hắn giơ tay nhẹ nhàng vén lên một góc rồi liếc nhìn vào trong xe. Mặc dù hai nữ tử trong xe đều dùng sa mỏng che mặt, nhưng vẫn có thể khiến người ta xác định là mỹ nhân tuyệt sắc. Được chưa, Kiều Tiểu Kiều thấy đội trưởng thành vệ nhìn đến ngây người, không khỏi ho một tiếng. Ồ, ngại quá, là ta bất cẩn, xin thứ lỗi. Đội trưởng của thành vệ lại ôm quyền, sau đó buông rèm xe nói với lái xe, mời. Lái xe hơi gật đầu với đội trưởng kia, sau đó lái xe chậm rãi vào thành. Hàn đội trưởng, trong xe rốt cuộc là ai thế, sao có thể khiến ngươi nhìn đến ngốc luôn? Chờ sau khi chiếc xe đi xa. Mấy tên thành vệ khác không khỏi vây quanh đội trưởng, tò mò hỏi thăm. Vị đội trưởng kia ngây người một lúc mới từ từ nói, là nữ tử tuyệt sắc hiếm thấy, không, phải là tiên tử hạ phàm mới đúng, vừa nãy ta thật sự mạo phạm rồi.
đẹp thế sao? Trong đó có một thành vệ cực kỳ không tin, so với Nhu Nguyệt tiên tiên trong Thanh Sắc lâu thì sao? Không bằng, đội trưởng đó thở dài nhiều lần, trước đó còn cảm thấy Nhu Nguyệt tiên tiên là tuyệt sắc thời nay, có điều so với hai vị tiên nữ trong xe kia, đúng là cô nương nông thôn. Thật hay giả vậy? Nhu Nguyệt tiên tiên chính là đệ nhất mỹ nữ của huyện Thanh Kiếm chúng ta đó. Đội trưởng, không phải ngươi thất tình đến điên chứ? Chấm chấm. Các ngươi không hiểu, không hiểu đâu. Đội trưởng thành vệ tiếp tục sa vào si tưởng huyền ảo, cho dù chỉ với một cái liếc mắt hắn đã cảm thấy đời này chết cũng đáng giá. Các thành vệ khác không khỏi hai mắt nhìn nhau, chỉ thấy hôm nay đội trưởng là ma chứng. Một bên khác, sau khi Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương vào thành liền đi tìm một quán trọ coi như yên tĩnh, tên là Thiên Nhất Kiếm Xá. Gọi là kiếm xá thật ra chính là nơi này chỉ chiêu đãi kiếm khách, người bình thường muốn vào cũng không được. Hơn nữa nếu như kiếm thuật cao đạt đến trình độ nhất định còn có thể được miễn phí tất cả. Khi lái xe đưa Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương vào quán trọ lập tức dẫn đến một trận náo động. Một là vì hai người bọn họ thật sự quá đẹp, dù đeo mạng che mặt nhưng vẫn khiến nam nữ xung quanh liếc nhìn, hai là đây là kiếm xá, chỉ chiêu đãi kiếm khách, cho nên phần lớn là nam nhân, rất ít có nữ nhân đến đây. Chẳng lẽ hai vị cô nương tìm nhầm chỗ, nơi của chúng ta chính là kiếm xá, chỉ tiếp đón người dùng kiếm. Trưởng quầy ở đại sảnh có lòng tốt nhắc nhở, nếu như muốn ngủ lại ta khuyên các ngươi vẫn nên ra ngoài rẽ phải, không đến 30 mét liền có quán trọ khác. Không cần, chúng ta ở đây. Kiều Tiểu Kiều vẻ mặt lạnh lùng nói. Trưởng quầy ngơ ngác, sau đó nhìn trường kiếm sau lưng Cố Hàm Sương, vô thức hỏi, hai vị cô nương thật sự là kiếm khách sao? Không sai, tuy Kiều Tiểu Kiều không phải kiếm khách, nhưng khoảng thời gian này ở trên đảo thần tiên cũng thường xuyên luyện kiếm, dù không thể sánh bằng Cố Hàm Sương nhưng cũng không kém. Càng huống chi tu vi của nàng chính là độ kiếp kỳ, cho dù trên tay chỉ có ngọn cỏ cũng có thể nghiền ép cái gọi là cao thủ kiếm đạo. Trưởng quầy không khỏi mỉm cười, hắn nói với Kiều Tiểu Kiều, cô nương, không phải tiểu nhân xem thường ngươi, huyện Thanh Kiếm chúng ta chính là thánh địa kiếm đạo nổi tiếng, nếu ngươi dám tự xưng mình là kiếm khách vậy có biết quy tắc của kiếm xá không? Nói nghe thử coi, Kiều Tiểu Kiều vẫn giữ thái độ lạnh lùng như cũ. Trưởng quầy giơ tay chỉ một tấm bia đá đứng giữa đại sảnh, hắn từ tốn nói, đó là bia đo lường kiếm. Nếu như hai vị có thể để lại một vết trên bia đá vậy liền có tư cách tiến vào kiếm xá. Nếu như có thể để lại trên ba vết còn có thể miễn phí tất cả. Ngược lại rất được, Kiều Tiểu Kiều tuy không thiếu tiền nhưng nếu đã có thể miễn phí vậy tội gì không làm chứ, vậy thì phiền trưởng quầy tốn kém rồi. Ha ha, các ngươi nghe không hiểu sao? Vị cô nương này vậy mà còn nói thế được. Đúng đó, các ngươi có biết bia đo lường kiếm là gì không? Đây chính là huyền bá nham vạn năm, bề mặt vô cùng cứng rắn, cho dù là thần binh huyền thiết cũng khó mà khắc được, phải dùng kiếm thuật cao cấp phối hợp với sự khống chế linh hồn đỉnh cấp mới có thể khắc ra dấu vết nhỏ xíu. Hai vị cô nương trông yếu ớt không chịu nổi gió có làm được không? Trưởng quầy, rõ ràng ngươi đang làm khó hai vị tiên tử mà. Nếu không thế này đi, ta thay các ngươi khắc một vết, ngươi phân bọn họ vào phòng của ta đi. Hừ. Nữ nhân sao có thể hiểu kiếm thuật, chỉ sợ là đến đây quấy động lấy sủng ái. Chấm. Trong quán trọ có không ít người, cùng với thực khách đi qua đi lại, cả đám ồn ào chào phúng Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương, ngôn từ cũng càng lúc không nghe nổi, thật sự khó mà lọt tai. Kiều Tiểu Kiều không để ý những lời ô uế này, nàng chỉ thản nhiên nói với Cố Hàm Sương, Sương Sương tỷ, đừng quá nghiêm túc, tùy tiện cho hai ba nhát là được. Đám người vây quanh nghe thấy Kiều Tiểu Kiều nói khoa trương như thế đồng loạt ôm tay, vẻ mặt nở nụ cười xem kịch. Phanh! Bỗng dưng một tiếng kiếm gào thét vang lên, chấn động đến mức đám người không khỏi bịt tai lại. Cố Hàm Sương mặt không cảm xúc cầm lấy kiếm quyết, khống chế kiếm rút khỏi vỏ, kiếm khí giống như rồng xuất vực sâu hàn quang lóe lên. Tất cả mọi người ở trong kiếm xá đều bị một kiếm chói lọi này làm cho khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy sự kinh hãi. Kèm theo nó còn có một cỗ linh áp khủng bố như hàng ngàn ngọn núi đè nặng vào lòng người quan khách, khiến bọn họ một ngạt muốn chết. Được rồi, chưa đến nửa giây, Cố Hàm Sương vẻ mặt lạnh tanh thu kiếm vào vỏ. Quần chúng vây xem lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn chưa đợi bọn họ hòa khí thì lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho há hốc mồm.
Trong đại sảnh, khối huyền bá nham vạn năm được gọi là huyền thiết không cách nào phá hủy vậy mà bị chém thành ba mảnh. Đây là linh áp kinh khủng cỡ nào chứ? Đây lại là kiếm thuật khủng bố cỡ nào? Đầu óc tất cả mọi người đều trôi nổi một câu hỏi, hai nữ tử này rốt cuộc từ đâu đến thế? Đáng tiếc Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương sẽ không cho bọn họ đáp án, các nàng cũng lười giao tiếp với bọn họ. Nếu Cố Hàm Sương đạt được tư cách vào ở, mặc dù trưởng quầy còn chìm trong kinh hãi nhưng vẫn nhanh nhẹn xử lý thủ tục vào ở của hai nàng, còn gọi thêm một thị nữ dẫn các nàng đến phòng. Còn về vị võ sĩ thay Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương lái xe thì hắn tự có sắp xếp, hoàn toàn không ở trong kiếm xá. Trưởng quầy, hai nữ nhân đó rốt cuộc là ai? Kiếm thuật lợi hại như vậy, có thể chém bia đo lường thành một đoạn, đúng là chưa từng nghe qua. Bọn họ ở phòng nào thế, mau nói đi, Long Sơn khoái kiếm ta tí nữa sẽ gặp các nàng. Long Sơn khoái kiếm các ngươi là cái thá gì, Thanh Long kiếm hào ta mới xứng giao thủ với bọn họ. Cút hết đi, ta chính là thiếu chủ của Danh Kiếm Sơn Trang, phải là ta tới. Chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người vốn xem náo nhiệt lại bắt đầu tranh cơ hội tỉ thí với hai người Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương. Đương nhiên bọn họ không suy nghĩ đến vấn đề các nàng có đồng ý hay không. Chư vị, xin lỗi. Trưởng quầy vẫn là người tương đối có nguyên tắc, hắn từ chối hết đám người này, quy định của kiếm xá chắc các ngươi cũng biết, tuyệt đối không để lộ bất cứ thông tin nào của khách nhân. Nếu như các ngươi muốn tỉ thí với hai vị cô nương kia, vậy thì hạ chiến tiếp, xem các nàng có đồng ý ứng chiến hay không. Được, ta đến trước. Mày là cái quần què gì? Bản công tử phần tiếp theo. Thiên Long kiếm sư yêu cầu đối chiến với hai vị cô nương. Ta, Lý Thiên của Đằng Vân kiếm tông đến chiến. Rất nhanh, người muốn hạ kiếm thiếp lại bắt đầu cãi nhau. Phốc, 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 đúng lúc này, bỗng dưng có mấy người vô cớ ộc máu, sau đó ngã lăn xuống đất, mặc dù không có ai chết, nhưng gân cốt toàn thân lại vỡ vụn hết. Đại sảnh ầm ĩ náo nhiệt bỗng dưng xuất hiện sự im lặng quỷ dị. Mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Những người này hình như vừa nãy bất kính với hai vị cô nương kia. Bỗng dưng có người nghĩ ra gì đó, không khỏi lên tiếng nói. Nói vớ vẩn gì đấy? Lập tức có người lên tiếng phản bác. Suy cho cùng Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương đã rời khỏi được một lúc, sao có thể là các nàng hạ thủ được? Một đám đần, đây là tàn dư của kiếm khí. Bỗng dưng có vị cẩm y công tử từ trên lầu bước xuống. Vẻ mặt nở nụ cười khiêu khích, nếu như không phải vừa nãy vị cô nương kia hạ thủ lưu tình, các ngươi chỉ sợ đã chết rồi, còn dám ở đây khua môi múa mép. Hắn vừa dứt lời, đám người ở hiện trường đều toát cả mồ hôi. Ngươi là Tiêu Thính Vũ, Tiêu công tử của Trảm Long thần kiếm. Có người nhận ra Cẩm Y công tử trước mặt, thế là hét lên, ngươi tới tham gia đại hội thính kiếm sao, nghe nói ngươi bế quan luyện ra một thức kiếm ý. Chắc chắn có tham vọng với kiếm khôi lần này là thật sao? Cẩm y công tử nở nụ cười tự đắc, vô cùng kiêu ngạo nói, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Trong đại sảnh lại vang lên từng trận ầm ĩ, không biết qua bao lâu liền quên sạch sành sanh chuyện trước đó. Một bên khác, Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương đi theo thị nữ đến một tòa viện độc lập, hoàn cảnh cực kỳ thanh u tao nhã, nhìn ra được bất kể là bố trí hay kết cấu đều hao tổn tâm tư. Hơn nữa xung quanh còn có kết giới ngăn cách, sẽ không bị người nhìn trộm. Đây là hoa di thiên hương, hai vị khách nhân có thể yên tâm ở đây. Thị nữ vô cùng cung kính nói. Hoàn cảnh không tồi, đây là thưởng cho ngươi. Kiều Tiểu Kiều gật đầu, tiện tay ban thưởng cho thị nữ một sấp vàng lá. Thị nữ vô cùng vui mừng, nàng kích động nhận lá vàng, hai vị khách nhân có yêu cầu gì cứ kêu ta là Thu Tuyết. Được. Nơi này tạm thời không có việc của ngươi, Kiều Tiểu Kiều bình tĩnh xua tay. Sau khi thị nữ đi khỏi, Kiều Tiểu Kiều liền ngồi xuống xích đu trong viện thanh đằng, nàng bắt chéo đôi chân rồi nói với Cố Hàm Sương, Sương Sương tỉ tỉ, vừa nãy ngươi tức giận sao? Bọn họ mắng ngươi, Cố Hàm Sương thản nhiên trả lời. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười, lại nói với Cố Hàm Sương, cũng mắng ngươi mà. Ta từ nhỏ tu đạo, đã sớm không quan tâm rồi. Cố Hàm Sương hơi lắc đầu, nhưng mắng người thì không được. Trong lòng Kiều Tiểu Kiều cảm thấy ấm áp, trong đầu tự động hiện ra một hình bóng lười nhác. Người kia cũng bảo vệ nàng như vậy, không cho phép nàng bị tổn thương dù chỉ một chút. Hai, ngươi làm ta nhớ chồng quá.
Kiều Tiểu Kiều ngẩng đầu lên, đáng tiếc tên đầu gỗ kia đoán chừng vẫn còn chưa học được nghịch thiên bát châm. Cố Hàm Sương lại có ý kiến khác, nàng thản nhiên nói, không ai có thể so sánh được với thiên phú của chàng. Chàng nhất định sẽ học được. Học được nhất định là học được rồi, nhưng khi nào học được mới là vấn đề. Kiều Tiểu Kiều hiểu rất rõ tính tình của Hạ Thiên, hắn lười đến như vậy, không ai có thể thúc hắn được. Hắn tuyệt đối là đầu cá ướp muối, cũng không biết Dạ Tỷ Tỷ và Triệu Tỷ Tỷ có đôn đốc hắn hay không. Cố Hàm Sương đề nghị, nếu ngươi lo lắng, ngươi có thể xin trở lại trái đất xem thử thế nào. Được rồi, việc bên này nhiều lắm, tạm thời không thể gây phiền phức thêm cho Nguyệt Tỷ Tỷ. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu, từ chối lời đề nghị, hơn nữa, nếu ta đi, chàng lại càng không có động lực để học. Cố Hàm Sương suy nghĩ một chút, khẽ cười, ta thấy ngược lại thì có. Chúng ta vẫn theo kế hoạch trước đó mà làm. Từ trước đến nay, Kiều Tiểu Kiều làm việc luôn chú ý đến việc mưu định sau thắng, ta đã nhờ Võ Cửu ra ngoài tìm hiểu tin tức. Tối nay, hắn ta sẽ quay về báo cáo. Nhưng trước đó, chúng ta nên thương lượng một số phương án. Tất cả nghe theo ngươi thôi. Cố Hàm Sương không am hiểu mấy chuyện định mưu lược. Năm đó, nàng đã từng thua thiệt trong tay Hạ Thiên, cũng chính vì thế mà nàng trở thành nữ nhân của hắn. Hiện tại có mấy người Kiều Tiểu Kiều hỗ trợ, nàng không cần quan tâm nữa. Căn cứ theo tin tức mà Nguyệt Tỷ Tỷ và Cơ Tỷ Tỷ thu thập được, bên phía Thanh Kiếm Châu đích thật có tung tích của Vạn Hỏa Giáo. Kiều Tiểu Kiều lấy ra một miếng ngọc giản, tiện tay bóp một cái, một hình ảnh phát ra từ ngọc giản. Theo như đoạn tư liệu về Vạn Hỏa Giáo còn sót lại, chỗ cho tàn lại cháy này rất có thể là hỏa sứ trong tứ đại sứ giả. Mặc dù Cố Hàm Sương đã nghe Kiều Tiểu Kiều nói qua những tin tức này trước đó, nhưng lúc này nàng vẫn rất chăm chú lắng nghe. Một vạn năm trước, hỏa sứ là một kiếm khách, mặc dù tu vi còn chưa đến độ kiếp kỳ, nhưng phối hợp với kiếm pháp quỷ dị, thực lực không thể khinh thường. Kiều Tiểu Kiều dừng lại một chút rồi nói tiếp, lần này, hắn ta lựa chọn phục sinh ở Thanh Kiếm Châu, rất có thể là vì Thanh Hỏa Mạch Thần Kiếm sắp sửa ra mắt ở Chú Kiếm Sơn Trang. Chúng ta có hai mục đích, một là đoạt thanh kiếm này ngay trước mặt hắn ta. Hai là giết hắn ta, chấm dứt hậu hoạn. Hai chuyện này không khó. Cố Hàm Sương suy nghĩ một chút, chậm rãi lên tiếng, cái khó là chúng ta không biết hắn ta đang ẩn núp ở địa phương nào, sẽ dùng thân phận gì để xuất hiện. Kiều Tiểu Kiều gật đầu, bên trong Chú Kiếm Sơn Trang có rất nhiều cơ quan, còn có đại năng tọa chấn. Hắn ta chắc chắn sẽ không lên núi để trộm, cho nên, cơ hội duy nhất chính là đại hội thử kiếm 3 ngày sau. Đây là thịnh hội 60 năm một lần của Thanh Kiếm Châu. Thanh Hỏa Mạch Thần Kiếm lại là phần thưởng, hắn ta nhất định sẽ xuất hiện. Cố Hàm Sương cũng có suy đoán như thế. Chuyện kế tiếp đơn giản thôi. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười. Nói với Cố Hàm Sương, Sương Tỷ Tỷ, thanh kiếm trên lưng tỷ dùng đã lâu rồi, cũng nên đến lúc thay đổi. Cố Hàm Sương sửng sốt, không phải là nàng lưu luyến thanh trường kiếm trên lưng mà là nàng nhớ lại chuyện cũ khi còn trẻ. Sương Tỷ Tỷ không nỡ, chẳng lẽ thanh trường kiếm này có cố sự gì hay sao? Cố sự thì không có. Cố Hàm Sương khẽ cười một tiếng, nó theo ta nhiều năm như thế, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Ta cũng không bảo tỷ ném nó đi, tỷ có thể cất nó ở đảo thần tiên mà. Không, mang theo hai thanh kiếm cũng không có vấn đề gì. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười giải thích, bây giờ, tu vi của tỷ cần một thanh thần kiếm xứng đôi. Nếu không, sẽ rất lãng phí. Là ta chọn mà, Cố Hàm Sương rất nhanh bình phục tâm trạng, thản nhiên nói kiếm, sao có thể là vật tùy tiện được. Kiều Tiểu Kiều thấy Cố Hàm Sương đã nghĩ thông suốt. Cũng không dây dưa chủ đề này nữa, đại hội thử kiếm sẽ được cử hành ở Chú Kiếm Sơn Trang. Đến lúc đó bọn họ sẽ phong trang 3 ngày. 3 ngày sau, tất cả mọi người sẽ đường ai nấy đi, khi đó chúng ta sẽ khó mà tìm tung tích thanh kiếm. Cho nên, chúng ta nhất định phải giải quyết vấn đề trong 3 ngày này. Chúng ta có phương pháp nhận biết thân phận của bọn họ hay không? Cố Hàm Sương hỏi. Kiều Tiểu Kiều do dự một chút rồi lắc đầu, hình như không có phương pháp cụ thể. Nguyệt Tỷ Tỷ đã từng nói qua với ta, người của Vạn Hỏa Giáo sẽ hiến tế một hồn phách cho Hỏa Lão Tổ. Khi hỏa khí cực thịnh, Bạch Khô Lâu tướng rất có khả năng sẽ xuất hiện. Đây cũng được xem là một biện pháp, dù sao cũng còn tốt hơn là không có, Cố Hàm Sương nói. Kiều Tiểu Kiều thỉnh thoảng kiểm tra thông tin bên trong ngọc giản. Mỗi một chữ,
mỗi một bản vẽ đều không bỏ qua. Lúc này, ngoài viện bỗng nhiên vang lên giọng nói của thị nữ Thu Tuyết, hai vị tiên tử, ta là Thu Tuyết, trưởng quỹ nhờ ta đưa đến một số thứ, không biết ta có thể vào hay không. Vào đi, Kiều Tiểu Kiều điểm tay một cái, thu những hình ảnh kia vào ngọc giản, sau đó nhét vào trong túi. Một lát sau, hai người nhìn thấy thị nữ Thu Tuyết cầm một đống giấy thiếp chậm rãi bước vào. Ngươi cầm cái gì thế? Kiều Tiểu Kiều lấy làm lạ hỏi. Thị nữ Thu Tuyết đặt thiếp mời lên bàn đá, lau mồ hôi, sau đó mới lên tiếng đáp lại, đây là kiếm thiếp kiếm khách gửi cho hai vị tiên tử. Kiếm thiếp, Kiều Tiểu Kiều cau mày. Trước khi đến đây, nàng đã tìm hiểu qua phong tục của người Thanh Kiếm Châu, tất nhiên cũng có nghe nói về kiếm thiếp, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy, tiện tay cầm một cái lên xem. Đúng vậy, Thanh Kiếm Châu có quy củ, cấm chỉ các kiếm khách tư đấu. Thị nữ Thu Tuyết chậm rãi giải thích, phàm là người muốn đấu kiếm, nhất định phải gửi kiếm thiếp trước. Đối phương tiếp nhận kiếm thiếp mới có thể ước đấu, bằng không, bọn họ sẽ bị vệ đội phủ thành chủ bắt đi. Tứ thì kiếm đường trảm long thần kiếm tiêu, Kiều Tiểu Kiều liếc mắt qua kiếm thiếp tiện tay mở ra, đọc lên hàng chữ đầu tiên bên trong kiếm thiếp. Thị nữ Thu Tuyết nghe được cái tên này, ánh mắt sáng lên, đây chính là trảm long thần kiếm tiêu thính vũ tiêu công tử, là nhân tuyển cho vị trí khôi kiếm trong đại hội thử kiếm. Nghe nói hắn ta đã luyện đến thức 41 trong vô hạn kiếm pháp. Vô hạn kiếm pháp là một trong những kiếm pháp thông dụng nhất của vương triều Cơ Thị, giới hạn rất thấp. Ngay cả tiểu nhi ăn xin đầu đường cũng có thể luyện được một hai thức. Tuy nhiên, hạn mức cao nhất của nó cũng rất cao. Danh xưng kiếm thần mạnh nhất đương thời cũng chỉ luyện đến thức 96, mà nó lại có danh xưng vô hạn kiếm pháp, dĩ nhiên chưa có người nào đạt đến hạn mức cao nhất của nó. Trong thế hệ kiếm khách trẻ tuổi, người luyện được cao nhất cũng chỉ có Thiết Kiếm công tử Thẩm Phi. Hắn ta đã luyện đến thức 49, cũng là kiếm khôi đại hội thử kiếm lúc trước. Được nghe kiếm pháp kinh tuyệt của hai vị cô nương, tại hạ sinh lòng ngưỡng mộ, liền tổ chức một bữa tiệc nhỏ, hoàng hôn ngày mai mời hai vị đến Thủy Cố Tiểu Viện, mong hai vị đừng như bổ câu. Tiêu Thính Vũ khấu đầu. Kiều Tiểu Kiều nhìn kiếm thiếp, không thể nhịn được cười, nhưng trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ Tiên Vân Đại Lục cũng có bổ câu? Rất nhanh nàng đã tìm được một đoạn ghi chép trong đầu, Thanh Kiếm Châu, tuyết bay giữa hè, bổ câu đáp lời mời không đến. Ý nói là, ở Thanh Kiếm Châu, giữa hè cũng có tuyết rơi. Cho nên, bồ câu sẽ phụ thuộc thời tiết, cũng sẽ không đến nơi này. Xét về nghĩa rộng, hai chữ bồ câu cũng có tác dụng dị khúc đồng công giống như trên trái đất. Nơi này có hơn 100 tấm kiếm thiếp, nhưng hiện tại đã có không ít người rút thiếp. Thị nữ Thu Tuyết cũng cảm thấy được vinh dự lây, tuy Thanh Kiếm Châu là thắng cảnh kiếm khách, nhưng nữ kiếm khách rất hiếm. Ngoại trừ Hồng Bào Kiếm Phi 120 năm trước, bây giờ cũng chỉ có hai vị tiên tử. Có nhiều người tham gia đại hội thử kiếm lần này lắm sao? Cố Hàm Xương hỏi. Thị nữ Thu Tuyết không chút suy nghĩ liền đáp nhiều, khá nhiều, nhất là năm nay chú Kiếm Sơn Trang lại có thêm một thanh thần kiếm, người đến lại càng nhiều hơn. Trong khoảng thời gian này, kiếm khách từ bốn phương tám hướng đến đây đã có hơn 5 vạn. Kiều Tiểu Kiều hỏi tiếp, nhiều như vậy. Chú Kiếm Sơn Trang tiếp đãi ổn không? Tiểu tì cũng không rõ ràng lắm, ta cũng chưa từng đến đó. Thị nữ Thu Tuyết lắc đầu, nhưng ta nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu. Dù sao cũng là chú Kiếm Sơn Trang, sừng sững ở Thanh Kiếm Châu mấy vạn năm, tình huống nào cũng đã gặp qua. Kiều Tiểu Kiều bóng gió hỏi thăm, khách sạn của các ngươi có bao nhiêu người ở? Thật ngại quá, kiếm xá có quy củ, không được để lộ bất kỳ tin tức nào của khách nhân ra ngoài. Thị nữ Thu Tuyết lắc đầu khó xử, nếu nói ra, cái mạng nhỏ của ta sẽ không còn. Không sao đâu, ta chỉ tùy tiện hỏi thăm một chút, người không nói cũng không sao. Kiều Tiểu Kiều đích thật chỉ thuận miệng hỏi, cũng không muốn làm khó thị nữ, khi nào thì đến bữa cơm chiều. Cái này ta có thể hỏi chứ? À, tiểu tì đáng chết, quên thông báo điều này. Thị nữ Thu Tuyết lấy lại tinh thần, vả vào miệng mình một cái, vội vàng nói, kiếm xá có quy củ. Tất cả khách nhân có thể dùng cơm bất cứ khi nào, chỉ cần báo một tiếng là được. Bất luận thức ăn được mang đến hay là mọi người ra ngoài ăn cũng đều được. Chúng ta không muốn ra ngoài ăn, ngươi cho người mang đến đi. Kiều Tiểu Kiều biết nàng và Cố Hàm Xương đang là tiêu điểm, cho nên hai người không muốn xuất đầu lộ diện ra ngoài,
sợ bị người hữu tâm để mắt đến, người cứ tùy tiện làm ít món thanh đạm là được. Vâng, thị nữ Thu Tuyết rất nhanh lĩnh mệnh rời đi. Cố Hàm Sương lật những kiếm thiếp còn lại ra xem, thản nhiên nói, trong này không có tin tức hữu dụng gì cả. Sương tỷ tỷ có tìm được đối thủ đấu kiếm hay không? Kiều Tiểu Kiều mỉm cười hỏi. Cố Hàm Sương lắc đầu, có chút tiếc nuối, kiếm nâng trên tay, chữ viết có khi lại là kiếm chiêu. Chữ trên thiếp mời thật sự khó coi, kết cấu xa cách, nhưng lại ra vẻ phiêu giật, có thể nghĩ kiếm thuật của bọn họ chênh lệch đến cỡ nào. Người duy nhất coi được là người đang ở trong tay ngươi. Có cần đến đó để thăm dò ngọn nguồn từ hắn ta không? Kiều Tiểu Kiều hỏi. Bữa tối ở kiếm xá khá phong phú, sơn hào hải vị mọi thứ đều không thiếu, còn có rượu cay đặc sắc nhất Thanh Kiếm Châu, xích tuyết quỳnh, chỉnh tề sắp trên một bàn tròn. Nhìn không hề có chỗ nào là thanh đạm. Nhưng Tiêu Thính Vũ thích nhất là cảm giác đậm đà như thế này, tương tự như tính cách hay kiếm pháp của hắn ta. Nội viện kiếm viện, ngoại trừ chủ nhân Tiêu Thính Vũ còn có ba vị bằng hữu của hắn ta, đương nhiên cũng đều là kiếm khách. Kết giới đình viện che phủ phong tuyết, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cảnh tuyết rơi, thỏa mãn được cái sự tao nhã. Tiêu lão đệ, người gọi chúng ta đến chính là để nhìn một bàn thức ăn này sao? Một kiếm khách trung niên mũi đỏ hơi bất mãn nói, có gì thì ngươi mau nói ra đi. Nói xong thì bắt đầu ăn cơm, lão tử đói bụng quá rồi. Hồng tỷ quỷ, ngươi yên tĩnh một chút được không? Nếu ngươi còn kêu la nữa, ngươi có tin ta một kiếm nạo cái mũi của ngươi đi không? Một công tử áo trắng tay cầm ngọc phiến không hài lòng với thái độ của kiếm khách mũi đỏ, còn nữa, ngươi có thể chỉnh lại khẩu âm Nam Quốc của ngươi hay không? Không được thì im miệng lại, nghe khó chịu quá. Hắc hắc, kiếm khách mũi đỏ cũng không phản bác, chỉ gượng cười hai tiếng. Người còn lại mặc áo bào đỏ, ngay cả lông mày cũng có màu đỏ, nhưng tính tình lại trầm ổn nhất trong ba người, từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn Tiêu Thính Vũ. Hôm nay có hai vị nữ kiếm khách đến Kim Thiên kiếm xá, các ngươi có biết không? Tiêu Thính Vũ chắp tay sau lưng dạo bước mấy lần trong viện, sau đó quay đầu lại nhìn ba người bằng hữu của mình. Biết. Kiếm khách mũi đỏ lặng lẽ nói, nghe nói bọn họ một kiếm chém chắc kiếm bi thành ba đoạn, rất bá đạo. Công tử cầm ngọc phiến khẽ cười một tiếng, khinh thường nói, lè người thôi. Gần trăm năm nay, các đại kiếm môn đều thu nhận những nữ đệ tử có thiên phú hơn người. Lai lịch hai nữ nhân này rất đáng nghi. Bọn họ có phải tán tu không? Nam tử mặc áo bào đỏ lạnh nhạt hỏi, sau đó đưa mắt nhìn sang công tử cầm ngọc phiến. Tán tu. Nét khinh thường trên gương mặt công tử cầm ngọc phiến lại càng đậm, người tu hành như thế nào vậy? Nếu không có rất nhiều đan dược, linh khí cung cấp, cho dù thiên phú có cao hơn nữa cũng sẽ bị xem thành rác rưởi mà thôi. Hơn nữa, cái gọi là tán tu, tư chất quá kém, là phế vật chẳng có tông môn nào để ý. Lời nói của hắn ta tổn thương người quá đáng, nếu truyền ra ngoài, nhất định sẽ tạo thành tranh cãi nảy lửa, bởi vì kiếm xá có không ít kiếm khách tán tu. Nam tử mặc áo bào đỏ cười nhẹ, có chút châm chọc, ta nghe nói tổ sư khai phái ngọc kiếm môn các ngươi xuất thân là tán tu. Ngươi nói như vậy không sợ bị trục xuất khỏi sư môn sao? Xích nghi tử, lời này của ngươi là có ý gì? Công tử cầm ngọc phiến thu lại quạt xếp trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn nam tử mặc áo bào đỏ. Nam tử mặc áo bào đỏ không cảm thấy mình nói sai điều gì, cười hỏi ta nói sai cái gì sao? Ha ha. Mấy năm không gặp, lửa trên lông mày không thêm được bao nhiêu, nhưng tính tình ngược lại cứng rắn hơn không ít. Công tử cầm ngọc phiến cười nhạo không thôi, đầu quạt chỉ vào đối phương, nếu ngươi không phục ngọc mỗ, ngươi có thể hạ phong kiếm thiếp, chúng ta phân cao thấp kiếm đạo với nhau. Nam tử mặc áo bào đỏ thản nhiên đáp, tùy thời phụng bồi. Được rồi, hôm nay tuyết đẹp như tranh vẽ, nếu hỏa khí hai vị quá vượng, ngược lại làm hỏng phong cảnh. Tiêu Thính Vũ cười khẽ, mặc dù lời Ngọc Khanh nói không xuôi tai cho lắm nhưng không phải là không có lý. Hai nữ nhân kia đích thật rất đáng nghi. Rất khả nghi, kiếm khách mũi đỏ không nhịn được cơn nghiện rượu, mở bình xích tuyết quỳnh rót cho mình một bát, vừa uống vừa nói, chỉ là hai nữ nhân thôi mà, kiếm thuật có cao hơn nữa cũng có thể tạo ra con sóng bao lớn. Công tử cầm ngọc phiến ngược lại tán đồng kiếm khách mũi đỏ, cười nói, không sai, chỉ là vì nữ kiếm tu khá ít. Mọi người cảm thấy hiếm lạ mà thôi, không cần chú ý quá nhiều. Không thể nói như vậy. Tiêu Thính Vũ khoát tay,
thái độ chỉnh trọng, tính toán có nhiều bao nhiêu cũng sẽ bại trong tay những chi tiết nhỏ. Bất kỳ thứ gì vượt ra khỏi kế hoạch, chúng ta đều phải coi trọng. Đối với những chuyện trong kế hoạch, chúng ta đều có đối sách. Nhưng những nhân vật nhìn như không quan trọng này lại dễ dàng gây ra biến số. Kiếm khách mũi đỏ lại rót thêm một chén rượu, nhìn Tiêu Thính Vũ, ý của Tiêu công tử là muốn sớm diệt trừ hai nữ nhân này để đề phòng sinh biến. Ta không có nói như vậy, Tiêu Thính Vũ mỉm cười lắc đầu, ta chỉ muốn nhắc nhở ba vị, đừng lơ là. Nếu không, chúng ta rất có khả năng thất bại trong gang tấc. Hừ, bổn công tử không tin chỉ có hai nữ tử lại có thể làm hỏng đại kế nhiều năm của chúng ta. Công tử cầm ngọc phiến vẫn khinh thường như cũ, nếu muốn lấy mạng bọn họ, thật ra không cần chúng ta ra tay. Ta chỉ cần sắp xếp vài người là được. Tu vi kiếm đạo nữ tử đeo kiếm không thấp, có thể một kiếm ép quần hùng, người nào dưới tay ngươi có thể làm được. Nam tử mặc áo bào đỏ không chút khách sáo bác bỏ. Công tử cầm ngọc phiến phẫn nộ quát, nếu không thành, bổn công tử tự thân xuất mã. Lần này ngươi sẽ không phản đối chứ? Các ngươi đừng cãi nhau nữa. Tiêu Thính Vũ rót cho mỗi người một chén rượu, thản nhiên nói, ta đã hạ kiếm thiếp cho hai nữ tử kia rồi, hẹn gặp bọn họ vào hoàng hôn ngày mai. Nếu bọn họ dám đến, vừa lúc chúng ta tìm hiểu nguồn gốc của bọn họ luôn. Nếu bọn họ không đến thì sao? Kiếm khách mũi đỏ thuận miệng hỏi một câu. Tiêu Thính Vũ cau mày, giọng nói lạnh xuống, vậy thì giết. Bên trong đại hội thử kiếm, ta tuyệt đối không cho phép bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Hỏa mạch thần kiếm của chú kiếm Sơn Trang chỉ có thể rơi vào tay chúng ta mà thôi. Chấm. Một nơi khác, trong khu vườn ngàn hoa. Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương đang dùng cơm tối. Món ăn thanh đạm, không rượu cũng không trà. Sa Phu Võ Cửu đã tìm hiểu tin tức từ bên ngoài trở về. Đại hội thử kiếm còn gọi là đại hội nghe kiếm, là đại hội kiếm đạo nổi tiếng nhất Thanh Kiếm Châu, do chú kiếm Sơn Trang và Phủ Thành chủ cùng nhau tổ chức, cứ 60 năm một lần. Sa Phu Võ Cửu tổng kết lại tin tức mà hắn ta tìm hiểu được, chậm rãi báo cáo với hai nữ chủ nhân, đại hội thử kiếm lần này vừa lúc chú kiếm Sơn Trang muốn ra mắt một thanh tuyệt thế thần kiếm. Cho nên, tu tiên giả và kiếm khách từ các nơi của Tiên Vân Đại Lục đều kéo đến rất đông, vượt qua 10 vạn người. 10 vạn người, Kiều Tiểu Kiều cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thản nhiên nói, không khác gì một sự kiện âm nhạc cỡ lớn trên trái đất. Sa Phu Võ Cửu tất nhiên không biết sự kiện âm nhạc là thứ gì, nhưng cũng không lắm miệng hỏi thăm, tiếp tục nói, đại hội thử kiếm sẽ chọn ra một vị kiếm khôi, phần thưởng chính là thanh tuyệt thế thần kiếm này. Đương nhiên, sau khi nhận được phần thưởng, kiếm khôi nhất định phải tuân thủ lời hứa, thu một người của chú kiếm Sơn Trang làm đệ tử thân truyền. Đây chính là quy củ kiếm hội. Chú kiếm Sơn Trang muốn sinh tồn trong giang hồ, tất nhiên phải bám chân cường giả. Kiều Tiểu Kiều không hề ngạc nhiên đối với điều này, bọn họ có thể tạo ra thần binh lợi khí, nếu không có lực lượng cường đại bảo vệ, đoán chừng đã sớm bị người ta tiêu diệt. Cố Hàm Sương hỏi, đại hội thử kiếm lần này có nhân vật nào đặc biệt không? Sa Phu Võ Cửu suy nghĩ một chút, sau đó đưa bốn ngón tay, kiếm hội lần này có bốn người tương đối xuất chúng. Là nhân tuyển cho người thắng cuộc lần này. Ngươi nói nghe một chút đi, Kiều Tiểu Kiều cười hỏi. Người thứ nhất là Thái tử Hỏa Vân Quốc tên Vân Tề Liệt. Giọng nói của Sa Phu Võ Cửu vẫn không nhanh không chậm, Hỏa Vân Quốc vừa bị triều ta thu phục, chưa quy tâm, vẫn luôn gây chuyện ở biên cảnh hai nước. Lần này bọn họ đến tranh đoạt thần kiếm, chắc chắn có giáp tâm không tốt. Kiều Tiểu Kiều cười nhạt, Tiên Vân Đại Lục thống nhất quan hệ hòa bình đến thiên thu vạn đại. Tuyệt không cho phép có người cố ý phá hư. Nếu người này tâm phục khẩu phục thì còn được, nhưng nếu hắn ta có ý làm phản, chúng ta nên sớm diệt trừ. Đến lúc đó, quốc phi quận sẽ nhập vào bản đồ vương triều cơ thị. Cố Hàm Sương gật đầu. Chuyện đại sự như thế, nhất định phải sát phạt, tuyệt đối không được do dự. Nếu không, khi bọn họ toàn lực đối phó liên minh tu tiên, những người này sẽ ở sau lưng đâm cho bọn họ một đao. Thứ hai là Thanh Kiếm Châu Châu Mục Chi Tử, tên Thiết Tử Dương, là đệ tử chân truyền của Thiết Kiếm Môn. Sa Phu Võ Cửu nói tiếp, người thứ ba là đại đệ tử thủ tỏa Kình Thiên Kiếm Trận tên Kỷ Linh Thần, người ta thường gọi là Linh Kiếm Công Tử, sử dụng vô phong trọng kiếm, nghe nói là được chế tạo từ huyền thiết vạn năm, nặng hơn 3.000 cân. Người thứ tư tên Tiêu Thính Vũ, xưng là Trảm Long Thần Kiếm, là đệ tử Vô Vọng Kiếm Tông,
hình như cũng đang ở bên trong kiếm xá này. Ha ha, người này đã tìm đến cửa. Kiều Tiểu Kiều tiện tay lấy phong kiếm thiếp ra ngoài, đưa cho Võ Cửu, người đưa cái này cho trưởng quỹ, nói chúng ta không tiếp nhận bất kỳ kiếm thiếp nào. Vâng, Sa Phu Võ Cửu tiếp nhận kiếm thiếp, gật đầu đồng ý. Kiều Tiểu Kiều lại lấy ra một phong thư và một con dấu bằng ngọc đỏ đưa cho Võ Cửu, chậm rãi nói, lát nữa, người giao phong thư này cho Châu Mục. Sau đó, người nói mình là sứ giả đặc phái Cơ Tỷ Tỷ đến thị sát tiến độ chuẩn bị nghịch tiên hội vào tháng 9. Trên thực tế, ta muốn người giám sát hắn ta. Trong đại hội thử kiếm, nếu hắn ta có dị động, người có thể tiền trảm hậu tấu, nghe rõ chưa? Thuộc hạ đã hiểu, Sa Phu Võ Cửu gật đầu. Được rồi, người đi xuống đi. Kiều Tiểu Kiều khoát tay, ta không giữ người ở lại đây ăn cơm, người có thể đến phủ thành chủ ăn một bữa ngon. Sa Phu Võ Cửu lĩnh mệnh ra ngoài. Tiểu Kiều, người hoài nghi Châu Mục có vấn đề. Cố Hàm Xương hỏi. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười, ý vị thâm trường, cho tàn tà giáo vạn năm trước đang cháy lên, đây không phải là chuyện tình cờ, chắc chắn đã có manh nha từ trước. Nhưng địa phương xưa giờ không báo cáo những việc này, cho nên hắn ta có vấn đề hay không, cũng không thể dùng được nữa. Mặc dù Kiều Tiểu Kiều chưa từng quản lý quốc gia, nhưng nàng là nữ tổng giám đốc tiếng tăm lừng lẫy thành phố Giang Hải, có kiến giải độc đáo về cách dùng người của mình. Người như Mục Châu, nếu thuộc công ty nàng quản lý, nàng sẽ không chút do dự xử lý, chấm dứt hậu hoạn ngay. Nhất là thời điểm nhạy cảm như bây giờ. Kiều Tiểu Kiều bổ sung một câu, cường địch chân chính chúng ta đối mặt chính là liên minh tu tiên, không có cơ hội cho việc chúng ta xảy ra sai lầm. Cho nên, những chuyện khác tuyệt đối cũng không thể để xảy ra sơ suất. Phàm gọi là Sơn Trang, nhất định phải ở trên núi, mà còn là một ngọn núi rất nổi tiếng. Nhưng chú kiếm Sơn Trang lại hơi đặc biệt. Hơn 100 năm trước, trang chủ đầu tiên của bọn họ một kiếm san bằng ngọn núi, sau đó đưa đến mấy trăm lò luyện sắt. Trải qua hàng ngàn hàng vạn năm phát triển, chung quanh Sơn Trang đã hình thành một thành thị, cũng chính là Thanh Kiếm Châu hiện tại. Cho nên, địa vị của chú kiếm Sơn Trang ở Thanh Kiếm Châu còn cao hơn Châu Mục. Vào ngày đại hội thử kiếm bắt đầu, Châu Mục đại nhân thiết thanh phong phái đến mấy ngàn tinh binh làm công tác bảo an. Tuy nói không người nào dám làm loạn ở chú kiếm Sơn Trang, nhưng công việc ngoài mặt vẫn phải làm đủ. Nếu không, Châu Mục coi như bất ổn. 10 vạn kiếm khách đổ về chú kiếm Sơn Trang, quảng trường dùng kiếm san phẳng trước cửa Sơn Trang đủ chứa số lượng người nhiều như thế. Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Xương cũng có mặt trong 10 vạn người, nhưng bọn họ không chen lẫn trong đám người mà đã sớm yêu cầu Sa Phu Võ Cửu mua một vị trí gần phía trước. Đây là một ngôi đình nghỉ mát, dựng bên trên một tảng đá cao, có thể quan sát toàn bộ quảng trường, vô cùng tiện lợi. Đương nhiên, đình như thế không chỉ có một cái mà có rất nhiều. Bên trong mỗi ngôi đình đều đã có chủ, còn có người phục dịch rượu ngon trà ngon, có thể nói buôn bán khá đắt. Đại hội thử kiếm chính là thịnh sự của toàn bộ Thanh Kiếm Châu, thậm chí là toàn bộ các quận phía Nam Vương Triều Cơ Thị. Ý nghĩa tồn tại của nó không chỉ chọn ra một kiếm khôi, càng là quy hoạch bản đồ thế lực kiếm phái một lần nữa. Toàn bộ đại hội chia thành tam quan lưỡng bộ, tam quan chính là đo linh khí, kiếm thuật và đạo pháp. Nói qua thì nghe có vẻ lợi hại, thật ra chính là loại bỏ bớt người trong 10 vạn người này. Chân chính có thể tiến vào bên trong Sơn Trang, tham gia lưỡng bộ đằng sau đoán chừng cũng chỉ 100-200 người mà thôi. Đại hội lần này xuất hiện 4 nhân tuyển có tiếng, là nhân kiệt nhất thời có khả năng đoạt được kiếm khôi được đa số kiếm khách công nhận. Nhưng sau khi Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Xương xuất hiện, có không ít người lén lút thay đổi chủ ý, thậm chí còn đến bàn thay đổi kết quả đánh cược. Cũng không phải vì dung mạo Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Xương xinh đẹp, mà bởi vì nữ kiếm tu thật sự quá ít. Nhìn chung, trong những lần đại hội thử kiếm diễn ra, chỉ cần nữ kiếm tu xuất hiện, cuối cùng đều đoạt giải nhất. Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Xương cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Với tu vi của bọn họ, cho dù không dùng kiếm thuật, bọn họ cũng có thể lực áp quần hùng. Tuy nhiên, mục đích của bọn họ không phải ở đây, mà là muốn tóm cho bằng được tà giáo đang xen lẫn trong đám người. Chú kiếm Sơn Trang đã tổ chức đại hội mấy ngàn năm, đã sớm đi vào nề nếp, cũng lười giảng giải quy củ với mọi người. Thời gian vừa đến, bọn họ liền mở đại môn Sơn Trang. Hơn 10 vạn người giống như thủy triều phun trào, cuồn cuộn chảy tới.
nhưng người trong đình ngược lại rất bình tĩnh, cũng không vội tiến vào sơn trang. Sương tỷ tỷ, chúng ta chờ ít người hơn rồi vào. Kiều Tiểu Kiều thích náo nhiệt nhưng không thích ồn ào. Đại hội không hạn chế thời gian, cho nên nàng cũng không cần thiết phải xông vào trước. Cố Hàm Sương nhẹ gật đầu, quay sang nhìn một vài người đang bước về phía họ. Tại hạ Tiêu Thính Vũ, lúc này, một công tử áo xanh gương mặt tuấn lãng cùng với ba người bằng hữu bước vào trong đình của Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương, lên tiếng chào hỏi vô cùng lịch sự, không biết hai vị tiên tử xưng hô như thế nào. Tiên tử thì không cần, ta họ Kiều, tỷ ấy họ Cố. Kiều Tiểu Kiều thản nhiên đáp lại một câu. Tiêu Thính Vũ một lần nữa hành lễ với hai người, Tiêu Mỗ xin chào Kiều tiên tử và Cố tiên tử, xin thứ cho tại hạ đường đột. Hành động của bốn người thu hút sự chú ý của những người còn lại. Bọn họ dĩ nhiên muốn biết chuyện gì sẽ phát sinh. Không sao, ngươi nói thẳng đi, có chuyện gì? Kiều Tiểu Kiều nhìn mãi thành quen, thái độ vẫn khá lễ phép, nhưng ánh mắt lạnh lùng vẫn không thay đổi. Tiêu Thính Vũ nghe ra được lãnh ý trong lời nói của Kiều Tiểu Kiều, cười nhẹ, tại hạ không có ác ý, chẳng qua chỉ cảm thấy hai vị tiên tử không ngại đường xa cực khổ đến đây. Nếu hai vị tay không mà về, ta thật sự có chút không đành lòng. Cho nên ta muốn giúp hai ngươi. Lời Tiêu công tử nói nghe hay quá. Kiều Tiểu Kiều cảm thấy có chút buồn cười, ý của công tử là chúng ta không có thực lực, không có cách nào đoạt được kiếm khôi. Ta không có nói như vậy. Ý của Tiêu Thính Vũ chính là như thế, nhưng hắn ta dĩ nhiên không thể thừa nhận, tại hạ chỉ nói nếu như, là một loại giả thiết. Hai vị tiên tử cũng không cho rằng mình lấy được vị trí kiếm khôi như lấy đồ trong túi chứ. Kiều Tiểu Kiều rất ít khi làm bộ trước mặt người khác, nhưng cũng không yếu thế trước mặt người khác. Nàng thản nhiên nói, không kém bao nhiêu, hẳn cũng không phải việc gì khó. Ha ha ha, đúng là cười chết người. Tiêu Thính Vũ vẫn mỉm cười không nói, nhưng gã nam tử trẻ tuổi cầm quạt xếp sau lưng hắn ta lại nhìn không được ngửa đầu cười ha ha. Người cười đã chưa? Kiều Tiểu Kiều hỏi. Công tử cầm ngọc phiến hừ lạnh một tiếng. Không chút khách sáo, đương nhiên là buồn cười rồi. Các ngươi cho rằng mình là ai chứ? Kiếm thần tại thế sao? Là nữ tử, không ở trong nhà thêu hoa dệt vải, giúp chồng dạy con, xuất đầu lộ diện thì thôi đi, lại còn vọng tưởng đoạt được kiếm khôi. Ngươi cảm thấy nam nhi trong thiên hạ chết hết rồi sao? Nam nhi trong thiên hạ chết hết hay chưa cũng khó mà nói, ít nhất loại người lòng dạ như ngươi, một chút cũng không xứng với hai chữ nam nhi. Kiều Tiểu Kiều chế giễu. Ngươi, công tử cầm ngọc phiến tức đến tái mặt, định rút trường kiếm bên hông ra, nhưng bị Tiêu Thính Vũ đè lại. Tiêu Thính Vũ chừng công tử cầm ngọc phiến, Ngọc Khanh, ngươi cố ý muốn làm hỏng việc của ta sao? Sắc mặt công tử cầm ngọc phiến đỏ lên, nộ khí khó tiêu, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy nữ nhân này sỉ nhục ta sao? Đó là do ngươi tự rước lấy nhục, kiếm khách áo bào đỏ không chút khách sáo vạch trần. Công tử cầm ngọc phiến lạnh lùng nói, xích nghi tử, ngươi cũng muốn chết sao? Đừng bêu xấu mình như thế, kiếm thuật của ngươi không phải đối thủ của ta. Kiếm khách áo bào đỏ khoát tay, khinh thường nói, còn nữa, trước khi đến, chúng ta đã nói tất cả nghe theo Tiêu huynh an bài. Ngươi lại luôn xen vào, ngươi không phải cố ý muốn quấy rối chứ? Tiêu Thính Vũ nhìn chằm chằm công tử cầm ngọc phiến, giọng nói lãnh đạm, lên tiếng cảnh cáo, Ngọc Khanh. Ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng tốt nhất đừng làm hỏng chuyện của ta. Công tử cầm ngọc phiến liên tiếp bị hai đồng bạn cảnh cáo, đành phải hừ lạnh một tiếng, cố nén lửa giận trong lòng, quay đầu sang chỗ khác. Hai vị tiên tử, ngại quá, ta và bằng hữu của ta vô ý mạo phạm. Tiêu Thính Vũ chắp tay với Kiều Tiểu Kiều, tại hạ không hề khinh thường hai vị. Ta sở dĩ đến quấy rầy hai vị là vì muốn hợp tác với hai người. Hợp tác, nghe thú vị nhỉ, ngươi nói đi, Kiều Tiểu Kiều hào hứng nói. Là người làm ăn, nàng tất nhiên hiểu được chỗ tốt của hợp tác. Có thể làm mọi việc tốt nhất với nỗ lực ít nhất, cớ sao mà không làm chứ? Cố Hàm Sương không khỏi hoài nghi, kiếm khôi không phải chỉ có một người thôi sao? Hợp tác như thế nào? Không sai, kiếm khôi chỉ có một người, hơn nữa tình thế của tại hạ là bắt buộc. Tiêu Thính Vũ tuyệt không che giấu dã tâm của mình. Lập tức giải thích, nhưng trước khi tranh đoạt kiếm khôi còn cần đối phó rất nhiều người, rất nhiều thế lực. Nếu không thể đi đến cuối cùng, cho dù ngươi có thực lực cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Kiều tiên tử, ngươi thấy ta nói đúng không?
Người muốn hợp tác như thế nào? Tiêu Tiểu Kiều rất nhanh hiểu được ý trong lời nói của Tiêu Thính Vũ. Đại hội thử kiếm đã trở thành bình đài các thế lực tranh giành. Xem ra, ba cửa ải phía trước cũng không phải dễ qua. Tiêu Thính Vũ nghe Kiều Tiểu Kiều hỏi, không khỏi bật cười, cũng không phức tạp lắm, chỉ là ba cửa ải đằng trước, mọi người chiếu ứng lẫn nhau một chút, không bị người khác ám toán là được. Kiều Tiểu Kiều thản nhiên nói, thật ra ngươi muốn nói, chúng ta không nên tính chuyện lẫn nhau. Quả nhiên không thể gạt được tiên tử. Tiêu Thính Vũ cũng không muốn che giấu, đại hội thử kiếm lần này, ta đã sớm biết được người tạo thành uy hiếp đối với chúng ta, nhưng ta lại không biết gì về hai vị tiên tử. Để đề phòng những xích mích ngoài lề và những xung đột không đáng có, ta nên sớm đến chào hỏi trước. Ngươi có gì thì cứ nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng. Kiều Tiểu Kiều thấy không ít người đang vây xem đằng xa, không khỏi lắc đầu, mặc kệ ngươi tin hay không, mục đích chúng ta đến đây khác với các ngươi. Chúng ta cũng chẳng có hứng thú với cái gọi là kiếm khôi. Cho nên, ngươi đừng xem chúng ta là địch, bởi vì nó chỉ lãng phí thời gian của các ngươi mà thôi. Sau khi nghe Kiều Tiểu Kiều nói xong, biểu hiện trên nét mặt của mỗi người khác nhau. Có người khinh thường, có người khinh bỉ, càng có người khịt mũi coi thường. Tiêu Thính Vũ từ chối cho ý kiến với lời nói của Kiều Tiểu Kiều nhưng vẫn giữ lễ phép căn bản, vậy là tốt rồi. Tại hạ xem như Kiều tiên tử đồng ý. Ngươi cứ tự nhiên, Kiều Tiểu Kiều cũng không muốn giải thích quá nhiều. Rất nhanh, người trên quảng trường đã đi gần hết, chỉ còn lại những nhân tuyển mà thôi. Cũng đã đến lúc rồi, chúng ta có thể tiến vào. Tiêu Thính Vũ nói với Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương, hai vị tiên tử, mời. Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương liếc nhìn nhau, lập tức đứng dậy, một bước đi vào đại môn chú kiếm Sơn Trang. Phía sau cánh cửa là một hồ nước cực lớn. Mặt hồ trong suốt như gương, mực nước cũng không sâu, chỉ phủ đến mắt cá chân mà thôi. Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương nhìn lại, phát hiện có không ít người chết đuối trong hồ. Chẳng lẽ trong nước có vấn đề? Kiều Tiểu Kiều hỏi. Cố Hàm Sương dùng tay vốc một bụng nước. Thoáng cảm nhận một chút, sau đó lắc đầu, vấn đề không phải nằm ở nước. Lông mày Kiều Tiểu Kiều cau lại, tạm thời còn chưa phát hiện manh mối của cửa ải này. Hồ nước rất lớn, nhất thời không thể nhìn thấy bờ, đồng thời cũng không nhìn thấy rất nhiều người bị giam trong đó. Đủ tiếng ồn ào, tiếng quát mắng, tiếng kêu cứu, khiến người ta đau cả màng nhĩ. Hồ nước này đích thật rất quỷ dị, trong vắt nhưng lại rất dính. Chỉ cần ngươi chạm vào chúng. Về cơ bản rất khó thoát khỏi chúng. Cho dù ngươi vận linh khí đằng không bay lên, nước cũng dính vào người ngươi như quấn vải. Trừ phi ngươi mang hết nước trong hồ đi, nếu không, ngươi không cách nào thoát khỏi. Có một số kiếm khách vận trường kiếm trong tay muốn cắt đứt nước dính vào người. Đáng tiếc, nước hồ sẽ hấp thu tất cả tổn thương, kiếm chém xuống giống như chém vào miếng bông, hoàn toàn không có tác dụng. Sương tỷ tỷ, xem ra chúng ta gặp phiền phức rồi. Kiều Tiểu Kiều vừa cười vừa nói. Đây là phệ linh hồ, ngàn vạn lần không được để nước trong đó dính lên người. Lúc này, giọng nói của Tiêu Thính Vũ từ phía sau truyền đến. Kiều Tiểu Kiều quay đầu nhìn lại, phát hiện đám người Tiêu Thính Vũ đang đứng trên một chiếc thuyền con, vừa lúc tách bọn họ với nước hồ kỳ lạ. Một khi dính vào, linh khí bên trong đan điền sẽ bị nuốt chửng liên tục. Muốn thoát khỏi cũng không dễ, Tiêu Thính Vũ dẫm lên thuyền bay đến bên cạnh Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương, nhưng vừa mới nói được một nửa, hắn ta bỗng phát hiện không ổn, không khỏi bật cười, a, hai vị tiên tử đã dính vào, vậy xem như tại hạ chưa nói. Nữ nhân ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình, ngay cả phệ linh hồ cũng không biết, lại còn dám đến tham gia đại hội thử kiếm. Đúng là buồn cười. Công tử cầm ngọc phiến không để mất cơ hội trào phúng, các ngươi chờ chết đuối ở cửa ải này đi. Ta đã nói rồi, nữ tử mà muốn ngấp nghé vị trí kiếm khôi. Quả thật khiến người ta cười đến rụng răng. Kiều Tiểu Kiều đã nhìn thấy nước trong hồ nuốt linh khí của người khác. Càng dãy giụa, tốc độ nuốt sẽ càng nhanh. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến những người kia bị chết đuối. Nhưng sau khi dính nước hồ, cũng không phải là không có biện pháp thông qua cửa ải này. Thứ nhất, sau khi cơ thể nhảy lên không trung, dùng kiếm chặt đứt sóng nước dính trên người, sau đó bay về phía trước, chờ rơi xuống nước lại thao tác tương tự. Phương pháp này hao tổn rất nhiều linh khí, đoán chừng sẽ không chịu nổi khi đến cửa thứ hai. Thứ hai,
tìm kiếm sự trợ giúp của người khác, nhất là những người có thuyền. Nhưng như vậy, vận mệnh của mình sẽ giao vào tay người khác. Tuy nhiên, đây cũng được xem là biện pháp ổn thỏa nhất, ít nhất cũng không đến mức chết đuối trong nước. Thứ ba, từ bỏ, người của chú kiếm Sơn Trang sẽ ra tay cứu giúp. Là những người trong đình, Cố Hàm Sương liếc qua một cái, nhìn những người đang đứng trên thuyền, sau đó nói với Kiều Tiểu Kiều, bọn họ đã chuẩn bị từ trước, nhưng không nhắc nhở những người khác. Khi những người kia đi ngang qua Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương, gương mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Cũng khó trách, ai bảo hai cô gái phong mang tất lộ quá mức trong ngày tiến vào kiếm xá chứ. Chắc kiếm mi đặt ở tiền sảnh Thiên Nhất kiếm xá đã trở thành một phong cảnh mang tính biểu tượng của thành thị, kết quả bị một kiếm của Cố Hàm Sương chém thành ba đoạn, quả thật đã chọc giận không ít người. Bây giờ hai người gặp phiền phức, những người này tất nhiên cũng vui vẻ xem náo nhiệt. Đây không phải hai vị tiên nữ trảm bia sao? Chuyện gì xảy ra thế? Ha ha ha, dính phải nước hồ rồi, khiến các người đắc ý rồi. Đúng là ngu xuẩn, trước đó không tìm hiểu kỹ tình huống ba cửa cho rõ ràng. Bọn họ sẽ chết chìm trong hồ, quả nhiên nữ nhân chẳng được thứ gì. Nếu hai vị đồng ý làm thị thiếp của ta, bổn công tử có thể giúp hai người một tay. Tiếng cười giễu cợt không dứt bên tai, còn ầm ĩ phiền lòng hơn so với trước đó. Tuy nhiên, Kiều Tiểu Kiều không hề lo lắng, còn cười nói, Sương tỷ tỷ, xem ra chúng ta đang bị coi thường rồi. Không cần để ý đến ánh mắt của một đám người thiển cận. Cố Hàm Sương cũng không để việc này trong lòng, lòng dạ hẹp hòi như vậy, thế thì bọn họ có được bao nhiêu thành tựu trên kiếm đạo chứ? Còn chưa biết cửa ải đằng sau là gì, chúng ta không thể chậm trễ quá nhiều thời gian ở đây. Kiều Tiểu Kiều đưa mắt nhìn thoáng qua tình huống phía trước, phát hiện đã có hơn phân nửa người rời khỏi hồ. Nàng quay sang nói với Cố Hàm Sương, chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp ngu ngốc đó. Sương tỷ tỷ, người có nắm chắc không? Việc nhỏ thôi mà, nét mặt Cố Hàm Sương không hề thay đổi, sau khi ta chặt đứt sóng nước, chúng ta sẽ có 10 giây tự do. Kiều Tiểu Kiều tuyệt đối tin tưởng kiếm thuật của Cố Hàm Sương, gật đầu nói, đủ cho chúng ta tung người lên bờ rồi. Vậy thì tốt, để ta. Cố Hàm Sương khẽ quát một tiếng, đưa tay đánh ra một chiêu, trường kiếm ra khỏi vỏ, một luồng sương lạnh trong nháy mắt bao trùm cả hồ nước, mặt hồ cũng kết băng. Lên. Cố Hàm Sương khẽ quát một tiếng, hai người đồng thời nhảy lên một cái. Nước hồ cũng dính lên theo, nhưng đã bị kiếm khí sương lạnh chặt đứt. Bên trong hồ nước, vô số người bị nhốt tưởng mình đang nằm mơ. Trên bờ cũng có không ít người mở to mắt, há hốc mồm. Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương chỉ dùng chưa đến 5 giây đã bay ra khỏi hồ nước, an toàn đến bờ, thậm chí còn nhanh hơn cả đám người đứng trên thuyền chào phúng bọn họ. Lại qua 5 giây nữa, nửa hồ nước bị chém đứt cạch một tiếng, một lần nữa dung hợp như cũ. Đám kiếm khách trong hồ nước hồi phục tinh thần, bọn họ đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt hảo nhảy ra khỏi phệ linh hồ. Chấm. Cửa thứ hai là một rừng cây. Trong rừng trồng rất nhiều đại thụ che trời, mỗi một cây 5 người ôm mới hết, cao đến hơn 10 trượng. Cành lá sum suê, xanh mướt, nhưng mỗi chiếc lá đều cứng hơn sắt thép. Đây là một trong những chất liệu tuyệt hảo chú kiếm Sơn Trang dùng để chế tạo vỏ kiếm. Loại này hình như là xích sam thiết diệp, chẳng những cứng, kiếm khí còn không cách nào thẩm thấu. Kiều Tiểu Kiều nhìn những cây đại thụ cao vút trong mây, cảm thán nói, linh khí Tiên Vân Đại Lục nhiều hơn trái đất mấy chục đến hơn trăm lần. Cho nên, ở đây mới có thể lai tạo ra giống loài tuyệt vời như thế. Cố Hàm Sương nói, đúng là rất thần kỳ. Không biết cửa này có manh mối gì không? Kiều Tiểu Kiều dường như còn có chút chờ mong. Cố Hàm Sương hỏi, chúng ta có cần quan sát một lát rồi mới vào không? Không cần thiết đâu, Kiều Tiểu Kiều khoát tay, cười nói, chúng ta cứ một hơi vượt qua. Chúng ta đến đây không phải để chơi. Trong lúc hai người đang nói chuyện, một nam tử trẻ tuổi quần áo lộng lẫy bước đến chỗ hai người các ngươi là người của môn phái nào, nhìn rất lạ mặt. Tuy nhiên, thực lực các ngươi không tệ, cô rất thích, chỉ bằng hai ngươi đến làm thị thiếp cho cô nhé. Cô ở đây là lời tự xưng của bậc đế vương, tương tự như chấm chứ không phải dịch sai đâu nha. Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Kiều Tiểu Kiều lạnh lùng nhìn người đến. Lạnh nhạt nói. Nam tử ăn mặc lộng lẫy cười ha hả,
cô là thái tử Hỏa Vân Quốc, tương lai là nhất quốc chi quân, có được mấy vạn dặm sơn hà, có cái gì mà không xứng chứ? Cái gì là Hỏa Vân Quốc? Vương triều Cơ thị chỉ có Hỏa Vân quận mà thôi. Kiều Tiểu Kiều không mềm không cứng trả lời một câu, ngươi còn tự xưng mình là thái tử, chẳng khác nào tạo phản. Ngươi cẩn thận coi chừng bị diệt tộc đấy. Nam tử ăn mặc lộng lẫy trầm xuống, lạnh giọng nói, hai vị cô nương, các ngươi đừng có không biết điều. Các ngươi cho rằng cô không dám giết các ngươi sao? Không phải không dám mà là ngươi không có thực lực này. Kiều Tiểu Kiều thản nhiên nói, nếu ngươi không muốn chết, ngươi lăn sang một bên, chúng ta chẳng rảnh mà để ý đến ngươi. Ha ha ha, lần đầu tiên có người dám nói với cô như thế. Nam tử ăn mặc lộng lẫy đột nhiên đánh ra một chiêu, một trường kiếm quang hoa như nước phá không mà đến, vững vàng rơi vào tay hắn ta, cô cũng là kiếm khách, chỉ cần các ngươi đỡ được ba chiêu dưới kiếm của cô sẽ xá tội mạo phạm của các ngươi. Sương tỷ tỷ, cho hắn ta biết sự lợi hại đi. Kiều Tiểu Kiều không muốn lãng phí thời gian với loại người này. Được, Cố Hàm Sương lên tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ, đối lại một kiếm với công tử ăn mặc lộng lẫy. Chỉ thấy hàn quang lóe lên, trường kiếm đã về lại vỏ. Chỉ bấy nhiêu thôi sao? Công tử ăn mặc lộng lẫy khinh thường, cười lạnh nói, còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu lợi hại, thì ra cũng chỉ có phốc. Hắn ta còn chưa nói hết, vị thái tử Hỏa Vân Quốc, một trong nhân tuyển cho giải nhất đại hội thử kiếm, miệng đã phun máu tươi, ầm ầm ngã xuống đất, không rõ sống chết. Hơn 10 vị kiếm khách đi đằng sau công tử ăn mặc lộng lẫy bị dọa đến hồn phi phách tán. Một nửa người bối rối đi thăm dò tình huống của thái tử, một nửa còn lại ngăn cản Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương. Không chờ bọn họ mở miệng nói câu nào, từng người chúng kiếm ngã xuống đất, máu tươi văng tứ tung. Những người chung quanh bị chấn nhiếp, không ai dám ra tay chặn đường. Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương chậm rãi bước vào trong khu rừng. Khảo nghiệm cửa này sẽ là gì? Không biết đi được bao lâu, Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương cũng không gặp bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Kiều Tiểu Kiều không khỏi hiếu kỳ nhìn xung quanh. Tới rồi, Cố Hàm Sương cảm nhận được một luồng kiếm khí đang nhanh chóng tiếp cận, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ ngưng trọng. Nàng rút trường kiếm ngăn Kiều Tiểu Kiều đằng sau. Quả nhiên, Cố Hàm Sương vừa mới nói xong, một luồng kiếm khí bàng bạc cuồng mãnh đánh tới bọn họ. Cố Hàm Sương quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay lập tức run lên, linh khí lưu chuyển, một luồng kiếm khí xương lạnh chém ra. Bành! Hai luồng kiếm khí va chạm nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Sau đó, vô số kiếm khí nhỏ vụn tản mát như hạt châu, bắn tung tóe bốn phía, sau khi đụng phải xích sam thiết diệp, một lần nữa ra tốc bắn trở về. Chỉ trong 2 giây ngắn ngủi, kiếm khí nhỏ vụn giống như một trận mưa to rơi xuống chỗ Cố Hàm Sương và Kiều Tiểu Kiều. Lên, ngưng vân chướng. Kiều Tiểu Kiều nhìn thấy tình huống này, cũng không thể ngồi yên không để ý đến, hai tay nhanh chóng kết mấy đạo thủ ấn, kết xuất thành bức tường ngăn trước mặt hai người. Khảo nghiệm chính là thứ này. Kiều Tiểu Kiều nói, kiếm khí khuấy động sẽ khiến cho xích sam thiết diệp bị bắn ngược trở về. Đến lúc đó, tốc độ và uy lực càng lúc càng lớn, chậm rãi ngưng kết thành nhiều kiếm khí to lớn hơn. Nếu không thể giải quyết vấn đề này, đoán chừng chúng ta sẽ bị kiếm khí chém thành thịt nát. Vậy thì thu bọn chúng thôi. Cố Hàm Sương cũng không chậm trễ, đặt vỏ kiếm trên lưng xuống đất, sau đó nhấc kiếm bốc lên một điểm kiếm khí bên cạnh, tiếp theo tiện tay tra kiếm vào vỏ. Kiều Tiểu Kiều vừa lúc ngưng kết phân chướng, kiếm khí nhỏ vụn giống như sắt gặp nam châm, chui hết vào vỏ kiếm của Cố Hàm Sương. Sương tỷ tỷ, nghĩ không ra vỏ kiếm của ngươi lại có diệu dụng như thế. Kiều Tiểu Kiều hiếu kỳ hỏi. Cố Hàm Sương mỉm cười giải thích, vỏ kiếm chính là nơi giấu đi mũi nhọn. Bất luận kiếm hay kiếm khí đều có thể thu lại. 10 năm trước, khi ta và chồng đến một hòn đảo ở Thái Bình Dương nghỉ ngơi, phu quân đã vớt vỏ kiếm này lên cho ta. À, ta nhớ rồi. Kiều Tiểu Kiều nhớ lại khoảng thời gian hoang đường đó, xem ra chồng đúng là người có vận khí tốt, vớt đại cũng có thể lấy được đồ tốt. Khi Hạ Thiên quy ẩn không bao lâu, hắn thường xuyên dẫn mấy bà vợ của mình ra ngoài vui chơi, trong đó có một lần bọn họ đến một hòn đảo ở Thái Bình Dương để nghỉ dưỡng. Lúc đó, Hạ Thiên và mấy người Liễu Mộng, Vương Tiểu Nha tranh tài ai lặn sâu nhất, kết quả mọi người lại vớt lên được một đống đồ chơi kỳ lạ dưới đáy biển. Bất chi bất giác,
Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương đã vượt qua cửa thứ hai, đến cửa thứ ba. Cửa thứ ba rất đặc biệt ở chỗ hai người không làm gì cả cũng được thông qua. Cửa thứ ba không có khảo nghiệm, chỉ dựa vào một người định đoạt, chính là trang chủ Chú Kiếm Sơn trang đương nhiệm Kiếm Cửu Minh. Chính Khí Minh đang đứng ở phía cuối rừng cây, ánh mắt lấp lóe nhìn từng người từ trong khu rừng bước ra. Nếu ông nói một chữ được, người đó có thể thông qua cửa thứ ba, trực tiếp tiến vào bên trong Chú Kiếm Sơn trang để nghỉ ngơi, yên lặng chờ kỳ thi chính thức vào ngày mai. Nếu ông nói một chữ không, người đó sẽ bị loại. Nếu cái gì cũng không nói, người này phải đi tiếp hai quan phía sau. Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương từ trong rừng bước ra, ánh mắt Kiếm Cửu Minh đã sáng lên, liên tục nói ba chữ được, biểu hiện vô cùng hưng phấn. Hai vị tiên tử, mời theo ta. Một nam tử trung niên mặc áo nâu tiến lên, chào đón Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương. Kiều Tiểu Kiều nghi hoặc hỏi, có ý gì thế? Chúng ta không qua được cửa thứ ba sao? Hai vị đã thông qua cửa thứ ba. Nam tử mặc áo nâu cười đáp, tiếp theo, tiểu nhân sẽ sắp xếp cho hai vị một sương phòng, hai vị nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm mai là bước tỉ thí đầu tiên. Kiều Tiểu Kiều nhìn nam tử mặc áo nâu, thuận miệng hỏi, không biết vị tiên sinh này xưng hô như thế nào? Ta thật không dám gánh hai chữ tiên sinh. Nam tử mặc áo nâu khoát tay, tiểu nhân chỉ là một trong 9 quản gia của Sơn Trang. Họ Lý, xếp hạng lão nhị trong nhà. Nếu hai vị có gì phân phó, cứ trực tiếp gọi ta Lý nhị là được. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười nói, vậy làm phiền Lý nhị ca rồi. Không dám nhận, không dám nhận. Nam tử mặc áo nâu vô cùng khiêm tốn, nhưng trong lòng lại cao hứng vô cùng, hai vị tiên tử khách sáo quá. Tiểu nhân nhất định sẽ sắp xếp một sương phòng tốt nhất cho hai vị, tuyệt đối không để hai vị chịu ủy khuất gì. Vậy ta xin cảm ơn trước. Kiều Tiểu Kiều nhìn chung quanh, hỏi tiếp, xin hỏi, có bao nhiêu người thông qua cửa thứ ba vậy? Lý Nhị Ca do dự một chút rồi đáp, bình thường mà nói, tiểu nhân không thể tiết lộ tin tức về phương diện này. Nhưng nếu hai vị tiên tử đã hỏi thăm, tiểu nhân cũng không tiện che giấu, chỉ có thể nói hai vị vừa lúc là người thứ 99 và 100. Thật trùng hợp, Kiều Tiểu Kiều mỉm cười hỏi tiếp, không biết nội dung tỉ thí cụ thể ngày mai là gì? Cái này ngươi có thể nói được không? Lý Nhị Ca gật đầu, cái này có thể nói, chính là nghe kiếm. Nghe kiếm, Cố Hàm Sương khó hiểu hỏi, có ý gì vậy? Nghe kiếm chính là nghe kiếm. Lý Nhị Ca mỉm cười, cũng không có ý định nói tiếp, ngày mai hai vị sẽ biết. Một lát sau, Lý Nhị Ca dẫn hai người đến một gian phòng khá tao nhã, cung kính nói, nơi này chính là chỗ ở của hai vị tiên tử trong 3 ngày. Trong phòng đã sắp xếp hai thị nữ. Nếu hai vị có chuyện gì, cứ truyền đạt lại cho bọn họ. Vâng, đa tạ Lý Nhị Ca, vất vả rồi. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười cảm ơn. Đây chính là thói quen lâu năm của nàng. Mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần giúp nàng, nàng sẽ nói lời cảm ơn. Lý Nhị Ca có chút ngoài ý muốn nhìn Kiều Tiểu Kiều nhiều hơn. Tiên Vân Đại Lục là thế giới chú ý đến thân phận, địa vị. Người cư xử khiêm tốn với mọi người như Kiều Tiểu Kiều hôm nay xác thực rất ít có. Gian phòng được bài trí theo kiểu nam phong, vừa vào cửa là nhìn thấy giường, hơn nữa còn là hai cái giường được đặt cùng một chỗ, nội thất khá đơn giản và thô sơ. Nhưng cũng khó trách, Chú Kiếm Sơn Trang vốn là nơi nam nhân tập trung, mặc dù cũng có thị tỳ nhưng phong cách tổng thể vẫn là nam phong chiếm ưu thế. Thị tỳ Kiếm Yên, Kiếm Sĩ xin ra mắt hai vị chủ nhân. Điểm sáng duy nhất trong phòng là hai thị tỳ, dáng dấp khá xinh đẹp, tư thái cũng nhất lưu. Cả hai nhìn thấy Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương bước vào, lập tức hành lễ. Kiều Tiểu Kiều tiến lên đỡ hai người dậy, không cần khách sáo, mọi người cứ tự nhiên là được. Vâng, trong lòng hai thị tỳ luôn cảm thấy may mắn. Dù sao bọn họ gặp được là hai nữ chủ nhân, nếu đổi lại là đám nam nhân bị ổi kia, nói không chừng đêm nay bọn họ bị bắt lên giường tiêu sái rồi. Kiều Tiểu Kiều độc lập đã quen, thật sự không thích người khác hầu hạ. Nàng khoát tay, nơi này tạm thời không có chuyện của các ngươi không cần hầu hạ ở đây. Điều này e rằng không được, thị tỳ Kiếm Yên do dự nói, trang chủ có lệnh, tất cả thị tỳ đều phải lưu lại trong phòng, nửa bước cũng không cho phép rời đi. Nếu không, chúng ta nhất định sẽ bị phạt. Cố Hàm Sương nói, bọn họ muốn các ngươi giám sát chúng ta. Nô tỳ vạn lần không dám,
Hai thị tỷ bị một câu của Cố Hàm Xương dọa sợ, vội quỳ xuống cầu xin tha thứ. Các ngươi không cần như vậy, vừa rồi ta chỉ tùy tiện nói một câu chứ không có ác ý. Cố Hàm Xương giật mình, không ngờ đến phản ứng của hai thị tỷ lại lớn đến như thế, ta không đuổi hai ngươi ra ngoài nữa. Kiều Tiểu Kiều đại khái hiểu được trang chủ sắp xếp như vậy là có ý gì, nhưng hai tiểu cô nương trước mắt quá đáng thương, nàng cũng không thể phát tác với hai người, đành phải dùng thần ngữ nói chuyện với Cố Hàm Xương. Từ phản ứng của hai thị tỷ, sơn trang này có điểm rất lạ. Kiều Tiểu Kiều nói ra suy nghĩ của mình. Cố Hàm Xương tán thành suy nghĩ này, chỗ không ổn có rất nhiều. Tóm lại chúng ta cứ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không biết Võ Cửu ở bên ngoài như thế nào. Kiều Tiểu Kiều hơi lo lắng, nếu chẳng may Châu Mục chính là người Vạn Hỏa giáo, hắn ta sẽ gặp nguy hiểm. Cố Hàm Xương cũng không lo lắng điều này. Nàng nói, Võ Cửu là nội vệ hoàng triều, võ công không thấp. Nếu hắn ta gặp phải biến cố, ít nhất chạy trốn cũng không thành vấn đề. Cũng đúng, Kiều Tiểu Kiều cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nàng quay lại nói với hai thị tỷ, chúng ta có thể ra ngoài đi dạo một chút trong sơn trang không? Hai thị tỷ liếc mắt nhìn nhau, do dự nói, chắc là có thể, nhưng hai vị đừng nên đi quá xa. Trong sơn trang có rất nhiều cấm địa, nếu không cẩn thận mạo phạm, hai vị sẽ rất phiền phức. Kiều Tiểu Kiều cười nói, yên tâm đi, ta chỉ đi dạo quanh quanh một chút xem phong cảnh mà thôi. Kiếp xí, người đi theo hai vị chủ nhân đi. Thị Kỳ Kiếm Yên đẩy đồng bạn mình một cái, nhỏ giọng nói, có chuyện gì cũng có thể phòng bị. Không sao đâu, hai người đi theo hết cũng được. Kiều Tiểu Kiều nhìn ra được tâm tư của hai người, chúng ta cũng không phải đến điều tra tình báo. Kiến trúc bên trong chú kiếm sơn trang giống với hoa mai. Chỗ trọng tâm nhất là nơi đúc kiếm lô. Hỏa mạch thần kiếm đang được đặt ở đó, yên lặng chờ khai phong vào 3 ngày sau. Tầng thứ nhất từ nhụy hoa hướng ra ngoài là nơi ở của những nhân vật quan trọng trong sơn trang, ví dụ như gia đình trang chủ, chú kiếm đại sư, hướng ra ngoài nữa chính là đệ tử ở lại trong sơn trang, và ngoài cùng chính là phòng khách. Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Xương đang ở cánh hoa ngoài cùng. Bọn họ nhìn thấy một hòn giả sơn, một hành lang và một hồ cá. Cá ơi, mau ăn đi. Bên trên hành lang, một thiếu nữ duyên dáng dựa cột ném thức ăn cho cá trong hồ. Thiếu nữ này là ai thế? Kiều Tiểu Kiều có chút ngoài ý muốn hỏi thị tỷ Kiếm Yên. Dựa theo tin tức Sa Phu Võ Cửu thăm dò được, bên trong chú kiếm sơn trang, ngoại trừ thị tỷ thì chỉ có toàn nam nhân mới đúng chứ. Nhìn trang phục của cô bé kia hiển nhiên không phải hạ nhân, cho nên nàng mới cảm thấy lạ. Cái này, thị tỷ Kiếm Yên lắp bắp hơn nửa ngày cũng không nói ra được. Thị tỷ Kiếm Xí lên tiếng, cái này không thể nói. Kiều Tiểu Kiều lại càng hiếu kỳ hơn, tại sao lại không thể nói? Chẳng lẽ thân phận của nàng có điều gì cấm kỵ sao? Trên người nàng ta không hề có một chút kiếm khí nào, chắc hẳn là một người bình thường. Cố Hàm Xương cũng không khỏi nghi hoặc, nhưng nàng ta lại thường xuyên uống đan dược dành cho kiếm đạo. Thật kỳ quái! Chẳng lẽ nàng là Lô Đình? Kiều Tiểu Kiều đã đọc qua mấy quyển tiểu thuyết tu tiên, trong đầu bỗng nhiên dâng lên một suy nghĩ. Không! Không phải, các vị đừng có đoán mò. Thị tỷ Kiếm Yên giật mình, liên tục khoát tay, nàng là con gái của trang chủ, năm nay 13 tuổi, cơ thể yếu ớt, không thể không thường xuyên dùng đan dược giữ mệnh. Nếu là con gái trang chủ, có cái gì mà không thể nói chứ? Kiều Tiểu Kiều hỏi. Thị tỷ Kiếm Xí thở dài, bởi vì 3 ngày sau, tiểu thư sẽ phải hiến tế cho thanh thần kiếm làm phần thưởng khai phong. Ngươi nói cái gì? Kiều Tiểu Kiều còn tưởng rằng mình nghe lầm, không khỏi hỏi lại lần nữa, vừa rồi ngươi mới nói cái gì? Thị tỷ Kiếm Yên bị dọa, vội che miệng đồng bạn, cười khổ, không có gì, nàng ấy chẳng nói gì cả. Nàng ta vừa mới nói 3 ngày sau cô bé sẽ bị hiến tế. Cố Hàm Xương lại nghe được rõ ràng, lông mày không khỏi cau lại. À, các ngươi là ai? Vì sao lại ở đây? Thiếu nữ nghe âm thanh, lập tức cả kinh. Sợ xanh mặt nhìn hai người Kiều Tiểu Kiều. Lúc này, Kiều Tiểu Kiều mới nhìn thấy tay chân của thiếu nữ đều bị khóa bằng xích sắt. Khóa sắt cắm vào trong xương cốt, ngấm lại hẳn rất đau. Bẩm tiểu thư, hai vị này là khách nhân đến tham gia đại hội thử kiếm. Thị tỷ Kiếm Yên vội vàng kéo kiếm xí quỳ xuống, hồi đáp, bọn họ chỉ tùy ý ra ngoài một chút, vô tình đụng phải tiểu thư.
Được rồi, có cái gì mà đụng phải hay không đụng phải? Thiếu nữ mỉm cười, khoát tay nói, ta chỉ bị hù mà thôi, cũng không có ý trách cứ các ngươi. Đứng lên đi. Hai vị tỷ tỷ thật xinh đẹp, giống như thần tiên vậy. Ánh mắt trong suốt của thiếu nữ nhìn Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương, nếu ta có thể xinh đẹp bằng một nửa hai vị thì thật tốt biết bao. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười nói, dung mạo của ngươi cũng rất đáng yêu mà. Đáng yêu, thiếu nữ chỉ cười, cũng không nói gì. Ngươi ở đây làm gì, còn không mau cút về phòng. Lúc này, một tiếng quát to vang lên, một nam nhân mập mạp vội vã chạy đến, chỉ vào thiếu nữ, mắng to tiện cốt đầu ngươi còn muốn chạy trốn. Thiếu nữ nhẹ giọng giải thích, tam ca, ta ở trong phòng khó chịu quá, ta ra ngoài giải sầu một chút thôi mà. Giải sầu cái rắm, ngươi là tế phẩm trọng yếu xem hỏa mạch thần kiếm có thể khai phong hay không. Nam nhân mập mạp không hài lòng nói, cho dù cơ thể của ngươi chỉ bị thương một chút xíu thôi cũng có thể ảnh hưởng đến thần kiếm, ngươi có biết không? Ta biết rồi, ta trở về phòng ngay. Thiếu nữ không dám phản bác nữa, đành phải quay về phòng. Kiều Tiểu Kiều bước đến, kéo cổ tay thiếu nữ lại, thản nhiên nói, ngươi đừng về, cứ ở đây, muốn ở bao lâu thì ở. Ngươi là thứ đồ gì thế? Biến đi, nếu không, ta một kiếm chém chết ngươi. Nam nhân mập mạp giận dữ, nói xong liền rút kiếm bổ tới Kiều Tiểu Kiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 142.